Mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với chương trình tương lai dành cho Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Thứ nhất, xin gửi tới các bạn lời chào, lời chúc sức khỏe tuyệt vời. Các bạn ơi, hãy cố gắng, hãy chiến thắng, hãy vui mừng. Bởi vì tương lai của dân tộc Việt Nam chúng ta cực kỳ sáng lạn, tương lai của riêng bạn, tương lai của gia đình bạn rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn một cái đề tài mang tên là: thứ nhất là Đường Nhuệ là con tốt của mafia cộng sản. Thứ hai, làm cách nào để lấy lại Biển Đông. Thứ ba, hôm nay ngày 22 tháng 4 mà, cũng là ngày trái đất và cũng là ngày sinh của độc tài khát máu của Cộng sản là Lenin. Và thứ tư, điều cuối cùng, phần quan trọng nhất, đó là thách thức để làm cuộc cách mạng để cho dân tộc Việt Nam chúng ta được thực sự là tự do, độc lập và hạnh phúc. Ok, các bạn nghe rõ chưa ạ? Các bạn nghe rõ xin các bạn cho tôi được biết nhé, dấu cộng hoặc là thế nào đó, theo cách của các bạn. Wow. Mời các bạn xem đoạn phim nhỏ về nhân vật Đường Huệ, Đường Nhuệ mà đang nói ở đây. Những ngày qua, dư luận hết sức xôn xao về vụ án Đường Nhuệ với nhân vật chính là hai vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, người có mối quan hệ rất rộng từ anh em xã hội đến giới giải trí Việt. Bên cạnh lối sống hào nhoáng, Đường Nhuệ còn gây ra nhiều vụ lùm xùm dư luận ở Thái Bình khi bị tố cáo đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, phá hoại tài sản để xiết nợ. Ông Lẫm sau đó có gọi điện cho Đường khất nợ nhưng bị từ chối, còn đe dọa với lời lẽ tục tĩu. Đoạn ghi âm dài 12 phút 46 giây được cho là của Nguyễn Xuân Đường với ông Lẫm đã được hé lộ với nội dung như sau. Xong rồi anh thu tiền. Mày á, mày xui thì mày làm, tao thách mày làm luôn đi. Bố mày nói cho mày biết này. Bố mày từ ra ngoài Hải Phòng bố tìm mày nhá. Bố mày lên Hà Nội bố tìm mày rồi nhá. Bố mày định bị bố mày bắt được mày, bố chặt chân mày ngay từ ngày đấy rồi. Còn mấy hôm trước rồi còn chó hiểu không? Một cái mạng, một thằng nghiện ấy, một phép xúc phiện thôi nó có thể giết người. Mày đừng có nhớ là mày cầm của tao mấy tỷ. Trời, nhưng mà anh có trốn đâu, anh có phải không trả em đâu. Mày không trốn mày cũng phải trốn, mày hiểu không? Mày tưởng là bây giờ mày về mày đoàng hoàng, mày lên công an, mày khai báo mày nhờ nợ, xong rồi cái kiểu như những con nợ khác với những thằng khác ấy. Không, mày lầm rồi, tao là Đường nhá. Mọi người kia thì họ là cũng cho anh khất nợ, họ bảo là thôi cứ về làm. Họ cần quan tâm, mày nợ hàng trăm thằng cần quan tâm, nhưng riêng với tao mày về phải có tiền. Còn mày có tiền nhá, mày đừng, mày tốt nhất mày trốn đi, con chó. Để hôm qua để nguyên bố mày đã làm việc từ hôm qua rồi, thằng Lâm này, tao nói với mày nhá, mày nói với tao cái câu tiền tao đang máu tao lên cổ này. Bố mày, kể cả bố mày ăn thịt mày luôn, tao xác định luôn một thằng em tao lên đường. Con chó nghe tao nói này, mày báo luôn với những cái tất cả các mối quan hệ của mày nhá. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao nuôi cho nó ăn trong tù luôn. Anh chẳng báo đâu, nhưng mà chỗ tình cảm tao thách mày báo luôn nhé. Bố mày chơi đến cái cỡ nào thì mày biết rồi. Đây nè, anh nói thật với em là chỗ anh em này, anh nợ em như thế thì anh về anh khất em rồi anh làm. Tao không chấp nhận cho mày khất, mày hiểu không? Đây là tiền, mày hiểu không? Tao với mày bây giờ đứng hai ranh giới, một thằng có tiền và một thằng trốn nợ nhá. Mày nhá, mày phải hiểu một điều như thế. Mày, tao chỉ có phép áp đặt cho mày chứ không phải là có cái chuyện mày áp đặt cho tao. Một là mày sang công ty cho tao. Mày nói bao nhiêu tiền bố mới giả mày. Còn mày á, không có cái chuyện mày ra giá với tao nhá. Không. Lâm nhá, tao nhịn mày từ hôm qua này nhá. Hôm qua anh biết rồi, gớm nữa em thì anh xin em. Đấy, trung âm sợ bố mày tuyên bố này, bố tuyên bố đánh như Mỹ đánh, hiểu không? Bố mày tuyên bố như Mỹ đánh, tuyên bố phang mày là tao phang, tao cho mày ghiêm luôn. Tao đang ngồi với anh em tao đây, tao bảo mày sợ mày ghiêm, bố mày sợ, bố mày đánh, bố tuyên bố đánh. Thì anh còn ghi âm làm cái gì, chỗ anh em thì anh cũng nói với em vậy, ghi âm làm cái gì, để làm gì, chẳng để làm cái gì. Không, tao đang nói chuyện là tao đang ngồi với anh em tao đây, em tao bảo là anh cẩn thận nó ghi âm. Không, tao bảo tao sợ ghi âm, bố mày đánh, bố thì... mày đứng ở chỗ nào tao đánh chứ mày biết đứng nào rồi. Anh biết rồi, thôi thì tất cả mọi thế cái... bây giờ thế này, mày ở đâu tao gặp mày, thế thôi. Tao mày gặp ngồi đôi thương lượng, trưởng của mày bao nhiêu tiền mày ra, bố mày chấp nhận lấy được lấy, không lấy được mày phương án trả tao như thế nào, thế thôi. Còn tao nghe tao, còn tao xác định cái này Lâm này, tao xác định cái mày luôn, tao thề với mày luôn, như tao thề có con tao đi nhá. Bố mày thừa tiền thì bố mày nuôi em bố mày nhá. Không có cái chuyện là mày về mày khất đâu, tao cho mày, kể cả mày lên công an, không ai có thể bảo tao được trong vấn đề này, nợ tiền là phải trả. Hiểu không? Chứ không có ai có thể can thiệp tao được trong cái vấn đề không? Mày hiểu không? Thì anh làm ăn nó bị vậy thì em cũng phải giúp anh. Nhưng đi. Mà mày, này, tao, mày làm ăn đoàng hoàng ok. Nhưng mà mày phải đoàng hoàng với tao thôi, hiểu không? Tao nói mày phải sống đoàng hoàng với tao thì tao phục mày. Hiểu không?
thì tao có thể tao giúp mày, tao có thể tao hết lòng với mày. Nếu như ví dụ nha, mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi, ngày hôm nay mày hứa với tao là mày sang tên công ty cho tao đúng không? Hiểu không? Có đúng hôm qua mày hứa với tao với cả ông Quyền không? Hôm qua tao ngồi tại phòng của ông Quyền nhá, tao điện cho mày. Mày hứa với tao là hôm nay mày... Em bảo bây giờ mày... là cái công ty này nó còn thành viên của rồi là người nọ, người kia, các thứ nữa. Anh phải bảo... Mày không có thằng Đường thì mấy ông nọ nó bắt nọ rồi. Mày biết đến giờ phút này bao nhiêu ngày đêm mày anh em của tao nằm ở dưới cái xó chết của nhà mày. Bố mày, chúng nó ăn nằm, nó ăn mì tôm cơm một thứ nọ này, cả chục này này. Chỉ nghĩ không? Đó, mày coi tao không như một con chó, hiểu? Mày coi thường tao mà. Tao thề với Lâm luôn, tất cả các loại dân chơi ở cái đất Thái Bình này nhá, tao chưa nói đến các tỉnh ngoài, tao đi đâu nhá, tao mà là số 2 thì không có thằng nào là số 1 nhá, kể cả các anh hùng ở Hà Nội, Hải Phòng, kể cả Sài Gòn nhá. Bố mày đã bước chân đến đâu, tao mà đã là số 2 thì không có thằng nào là số 1 nhá. Mày nhớ đây là dân xã hội, chứ đừng nói đến cái loại mày. Mày tưởng bố mày hiền mà mày ấy à? Thôi anh chị xin. Tôi cũng không thể nhớ rõ được là một năm mình đã bảo trợ được bao nhiêu căn và cho bao nhiêu người nữa. Tôi chỉ biết rằng là dù bất cứ ở đâu, nơi đâu có hoàn cảnh khó khăn, người ta cần tìm đến tôi là tôi đi. Nhưng mà trung bình mỗi năm là tôi bảo trợ cho 30 cụ già và 30 cháu nhỏ trong vòng một năm. Và tôi đã làm suốt 5 năm qua rồi. Thì tôi cũng không nhớ được là mình đã đi được hết bao nhiêu gia đình nữa. Tôi cũng đã đi làm cái công tác từ thiện này trong nhiều năm rồi và gặp rất là nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà đến với hoàn cảnh của gia đình cụ thì tôi thấy rất là thương tâm. Và cũng không cần phải tính toán hay là suy nghĩ gì. Tôi sẽ triển khai luôn là để xây nhà tình thương cho cụ, để có chỗ che mưa che nắng cho cụ. Vì hoàn cảnh của hai cụ rất là đáng thương nên chị cũng không chần chừ và quyết định là khởi công xây nhà cho cụ. Và trong vòng sớm nhất, càng nhanh càng tốt, tức là sau khi chị về là chị đã triển khai ngay. Bởi vì bây giờ cả hai cụ tuổi cao sức yếu rồi. Thứ nhất là cụ đã 92 tuổi và lại con của cụ cũng đã 75 tuổi rồi. Thì nếu mà mình mà chậm trễ thì cũng không biết là lúc nào được. Thì thôi thì chị cũng nghĩ là xây và làm sớm nhất, nhanh nhất cho các cụ, để các cụ có thể hưởng được những cái phút giây mà trong cái ngôi nhà mới mà cụ đã mơ ước từ bao nhiêu năm nay cụ không thực hiện được. Thì chị là người thực hiện ước mơ cho cụ và muốn là cái ước mơ đấy thì nó nhanh nhất, sớm nhất. Xuất phát từ cái chữ tâm, là gặp bất cứ cái hoàn cảnh nào khổ và khó khăn thì tôi rất là thương, thương như chính người nhà của mình vậy. Nên là tôi đã, mục tiêu của tôi đề ra là tôi sẽ phấn đấu làm và cống hiến hết mình. Nhiều lúc mình, anh cảm thấy rất là thương vợ mình. Ví dụ như là đấy, vừa đẻ thứ xong hoặc là những ngày Tết thì rất là bận rộn nhiều cái. Thế nhưng mà có lúc nào cũng dành thời gian, cái thứ nhất là việc của gia đình, cái công việc đối ngoại này, rồi những cái công việc làm ăn, một mình một tay cô ấy làm cả. Thực ra nhiều lúc rất là thương vợ nhưng mà cũng không biết thế nào, chỉ biết ủng hộ thôi, động viên an ủi. Đấy, cũng khuyến khích cho vợ anh làm, nói chung làm được cái gì giúp được ai thì cũng hết lòng. Bản thân anh suy nghĩ là như vậy. Ok, các bạn nhìn thấy chưa, đây là một nhân vật mà cộm cán trong giang hồ của xứ Thái Bình, nhưng chỉ là một con người rất nhỏ bé thôi các bạn ạ, so với nhiều mafia khác. Nhưng bạn nhìn thấy đấy, cái chuyện xảy ra ở đây, nói về Đường Nhuệ thì nhiều bạn đã biết hết thông tin rồi. Các bạn có thể nghe thông tin ở trên đài báo của Cộng sản cũng như đài báo ở nơi khác. Nhưng các bạn nhìn thấy điều này này, các bạn nhìn thấy chưa, họ ăn cắp, họ cướp của người khác, nhưng họ đánh bóng bằng những hình thức từ nguyện, từ thiện, bạn thấy chưa? Từ thiện, làm công đức nào đó. Bạn thấy chưa? Đây là đặc trưng của các đại gia trong ngoặc kép tại Việt Nam. Các bạn ạ. Các đại gia tại Việt Nam đấy, họ làm từ thiện đấy, nó đều có mục đích các bạn ạ. Không phải là do tình yêu thương để chia sẻ những điều mình có cho đồng bào, cho những người đang cùng khổ, cho những người đang thiếu thốn, mà những người họ đang xa cơ lỡ vận mà cần phải chia sẻ cho họ. Không phải đại gia như vậy các bạn ạ. Đây thực sự là không phải đại gia. Đây là cái hệ thống giá trị về lương tâm, về đạo đức loài người mà tôi đã đề cập trong nhiều bài giảng trước, rằng quỷ cộng sản là cướp đi chúng ta đấy các bạn ạ. Nó cướp đi và để cho người ta cứ tưởng rằng
người ta gọi bọn cướp là đại gia các bạn ạ. Nhưng bạn nhìn thấy chưa, khi mà nếu mà năm 2020 này không xảy đến ấy, tức là năm sự sáng tỏ, cái màn mà che bậy bao năm nay nó không bị phá tan ra, thì người ta không biết chuyện nó xảy ra các bạn ạ. Họ vẫn tiếp tục gọi đây đại gia, họ vẫn gọi đây người cao thượng, là người làm từ thiện, họ vẫn gọi tiếp cô vợ của anh Đường này là sao ạ, là gì gọi là bụt sống đúng không, hay là bà bụt đời thường, rồi đủ các thứ khác nữa, các thứ không đối với con người là rất tốt các bạn ạ. Bởi bản chân bản thân bên trong con người đều có một hạt giống tuyệt vời là của Đức Chúa Trời các bạn ạ, đều là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt hảo các bạn ạ. Ở đây chúng ta không xét đoán con người, không xét đoán gia đình của anh chị đấy các bạn ạ, chúng ta đang xét đoán công việc thôi, chúng ta đã bóc tách công việc các bạn, bóc tách công việc của người gọi là đại gia và cái người đại gia đó, cái người đấy thì quả thật phải kính trọng họ các bạn ạ, dù họ thế nào chẳng nữa phải yêu thương và thương xót tha thứ cho họ và chúc phước cho họ. Thế còn cái công việc đấy để chúng ta nhìn thấy, thế là dưới chế độ cộng sản đấy thì tất cả khái niệm bị đánh cháo, láo xộn hết, lộn lạo hết các bạn ạ. Hội cướp đấy, hội cướp có tổ chức, đây mafia các bạn ạ, tổ chức mặc dù cấp thấp thôi thì nó lại được gọi là đại gia, nó lại gọi là Phật sống hay là Bụt sống hay là ABC thì đấy. Ô, và được đánh bóng tên tuổi, ô, được đủ các thứ, các đủ các loại tụng mỹ tụng, các câu từ mà hay nhất đấy dành cho cái hội cướp đấy. Bạn thấy chưa, đấy đất nước Việt Nam chúng ta đang sống dưới chế độ cộng sản là cái loại đất nước đấy đấy các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, một anh hùng hào hán thôi nói luôn, không có số 2, à nếu tao là số 2 thì không có, không có là số 1 cả. Còn thấy chưa, tức là anh ta đã biết được đứng sau anh ta là ai. Bản thân anh ta chỉ là một con người nhỏ bé thôi, nhưng anh ta có cái chỗ là chống lưng các bạn ạ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng này các bạn này, cái điều này để nói rằng là, nhưng tôi muốn bật cho bạn các bạn điều mà các bạn phải nhìn rõ hơn rằng anh ta chỉ là sản phẩm hay là con tốt của cái cuộc thì tỉ thí, cuộc tranh giành quyền lực ở trong các bọn các gọi là đại gia cao cấp, bọn mafia cao cấp thôi. Tức là nói chung lại là anh Đường Nhuệ này chỉ là một tay mafia kiểu xã hội đen. Nhưng mà đã là mafia mà kiểu xã hội đen nhá, tất cả các loại mafia kiểu xã hội đen là loại mafia loại nhỏ, loại tép lưu các bạn ạ. Ngày xưa thì tôi cứ tưởng là mafia xã hội đen là mafia to lắm, nhưng thực ra ấy, mafia xã hội đen, mafia tép lưu không đáng chấp các bạn ạ. Nhưng mặc dù họ chỉ là mafia tép lưu thôi, nhưng họ cũng đã gây bao nhiêu đau khổ cho nhiều người, và họ có thể kiểm soát được cái vùng rộng lớn như cái tỉnh Thái Bình đấy các bạn ạ, thậm chí lan ra vùng lân cận nữa. Những công việc của anh ta thế nào thì chúng ta biết rồi, nhưng mà anh ta là nạn nhân của đấu đá nội bộ trong hàng ngũ mafia cao cấp hơn trong bộ máy cầm quyền các bạn ạ. Các bạn biết không, cũng như ở dưới thời Liên Xô cũ mà khi cộng sản tan rã, bây giờ tan hoàn toàn rồi đấy, thì khi mà đấu đá nhau ở trong các gọi là bộ máy cầm quyền, nó đánh đá nhau đấy, thì bản thân đánh nhau nó không đánh được các bạn ạ, thì nó phải tìm cái chỗ hở của nhau, nó tìm những chỗ hở nào để tiêu diệt đối thủ các bạn ạ. Và hiển nhiên là những mafia cấp thấp các bạn ạ, đấy, các đẳng cấp thấp đấy trở thành con tốt trong cuộc tỉ thí. Cũng như bạn phải biết rằng nó chơi bàn cờ đấy thì những con tốt lớn và con tốt nhỏ đúng không, có những bọn mafia cao cấp hơn nhưng có bọn mafia cấp thấp hơn, và để thí đấy họ phải đưa mafia cấp thấp đấy, để từ đó đấy sẽ lần ra để họ biết, bản thân họ biết thừa, họ chẳng phải lần thì các bạn, họ biết thừa ai là bảo kê cho anh Đường Dương này rồi, họ biết thừa rồi đấy, họ dùng cái đấy để thì họ lận, để họ lấy cớ để họ đánh cái đối thủ mà họ đang cần muốn tiêu diệt, thế thôi. Các bạn nhìn thấy chưa, ngay cả chúng ta khi mà bạn nghe giọng nói của anh Đường Nhuệ đấy thì chúng ta nhìn thấy cái tầm nhìn của mafia xã hội đấy là rất là kém cỏi, thuộc dạng là tiểu tốt các bạn ạ. Trong cái đó nếu so với các loại mafia cao cấp hơn trong bộ máy nhà nước đấy, hoặc là các nhà tài phiệt, ví dụ như anh Phạm Nhật Vượng đấy, thì thôi rồi, ôi, gọi là một trời một vực các bạn ạ. Khó ai có thể động được đến họ nếu như không có cuộc cách mạng nào đó trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì không thể động được cái hội mafia gọi là tài phiệt cao cấp đấy được. Cái điều này tôi muốn nhắc nhở các bạn đấy, là những nhà tài phiệt, những nhà mà làm từ thiện ở Việt Nam đấy, thì đằng sau họ đấy là những công việc gian ác các bạn ạ, là việc mà cướp bóc của dân, đẩy dân đường cùng, cướp hết tất cả các mảnh đất của dân để khiến cho cái đội ngũ dân oan ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng đông các bạn ạ. Họ có thể là đang kiểm soát những tài phiệt đấy, đang kiểm soát ví dụ như là trong nền kinh tế, họ thọc cái vòi bạch tuộc họ vào kinh tế, vào công nghệ, vào khoa học, vào y tế, về thể thao, về giải trí các bạn ạ. Đấy, bạn nhìn thấy những cái nhà tài phiệt đỏ đấy, nhà tài phiệt đỏ đã từng xuất hiện tại ở đâu, tại Ukraine này, và về đã cướp bóc ở Ukraine ra sao, như cái bài trước mà tôi đã nói rằng là
bí mật của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tôi mới chia sẻ 2 phần cho các bạn thôi, nhưng mà 2 phần đấy đủ để các bạn động não thôi. Để các bạn biết rằng tất cả những người giàu ở Việt Nam đấy các bạn ạ, thì hầu như là người cướp cả. Tôi không nói có những người có lương tâm tốt các bạn ạ, có người họ hy sinh, họ thực sự là họ họ là dâng mình, họ dâng mình, họ phục vụ cho đất nước, cho dân tộc. Có con người đấy, tôi không nói con người đấy, nhưng mà tôi nói đại đa số những nhà trọc phú, đại đa số nhà tài phiệt và gọi là đại gia mà nhân dân đang muốn gọi đấy, thì toàn là cái bọn cướp cả các bạn ạ, toàn bọn cướp hết rồi các bạn ơi. Đấy, cũng như bạn Trương Ngọc có nói đấy, là bọn nó ăn hết cả rồi mới thông báo dân thua. Thì đúng thôi các bạn ạ, cái chuyện này, bởi vì cái chuyện này mà dân biết hết bọn mafia như thế rồi, nhưng mà không ai làm gì nữa cả. Chỉ tôi đang nhắc các bạn là chỉ khi mà cái bọn quan chức ở phía trên các mafia nó đánh nhau, nó muốn tiêu diệt chỗ hở của nhau, thì bắt đầu nó mới tìm cái đối tìm chỗ hở của nhau, thì lúc đấy nó mới động đến cái con mafia cấp thấp này thôi, và anh ta trở nên là nạn nhân các bạn ạ. Và ngoài anh ta ra còn rất nhiều người như vậy nữa. Nhưng nếu mà dân ta mà không hiểu điều này, dân Việt Nam chúng ta, thì chúng ta sẽ bị diệt nó không biết các bạn ơi. Chúng ta đừng có sợ hãi các bạn ạ. Các bạn biết các bạn làm chủ của đất nước xã hội này. Đây tôi mới chỉ động đến một cái vấn đề rất nhỏ thôi các bạn nhé, là vấn đề đối nội các bạn ạ. Bây giờ chúng ta xem phần vấn đề đối ngoại, là chúng ta làm sao lấy lại Biển Đông. Ok, tôi không nói về tình hình thời sự ở đây, các bạn có thể nghe thời sự rất nhiều ở các nơi, họ những ký giả và những nhà làm báo họ làm rất tuyệt vời các bạn ạ. Tuyệt vời, thông tin của họ rất nhiều, các bạn có thể xem được. Và bây giờ tôi muốn xem cho Bộ các bạn. Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 4 cho biết đã trao đổi nghiêm túc để đáp trả điều mà họ gọi là Việt Nam tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp ở Biển Đông, theo Reuters và Beijing News. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, kể từ cuối tháng 3, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một số công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, liên tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp tại Biển Đông, và Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó, đã trao đổi nghiêm túc với Việt Nam, vẫn theo lời ông Cảnh Sảng. Ông nhấn mạnh, nước nào cố phủ nhận chủ quyền và quyền chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông chắc chắn sẽ thất bại, và rằng Trung Quốc sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình. Một số nhà phân tích nói với VOA, cụm từ mọi biện pháp cần thiết trong tuyên bố ngày 21 tháng 4 của Trung Quốc có hàm ý đe dọa, không loại trừ việc Bắc Kinh sử dụng biện pháp quân sự. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày, Trung Quốc nói bóng gió tới việc sử dụng võ lực, theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông. Ông Việt nhắc tới công hàm hôm... đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng và phương tiện khỏi các đảo và đá mà nước này đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa. Theo nhà quan sát Hoàng Việt, tình hình hiện cũng đang thuận lợi cho Trung Quốc khi các nước bận đối phó với dịch COVID-19, trong đó hải quân Mỹ đang tạm thời suy giảm sức mạnh vì hai tàu sân bay có nhiều thủy thủ bị nhiễm bệnh phải dừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 4 cho biết đã trao đổi nghiêm túc đang nóng để lên trong ngày gần đây, đúng không? Họ gọi là cường quốc Trung Hoa thì hung hăng đưa tàu chiến và cũng như rất nhiều phát ngôn rất nguy hiểm. Và Mỹ thì sao? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, kể từ cuối tháng 3, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một số công hàm tới người biết là bảo vệ đồng minh của mình liên tục tuyên bố cảnh cáo Trung Quốc bất hợp pháp tại Biển Đông. Nhiều tin tức ở đấy các bạn có thể tìm thấy trong tình hình đã trao đổi nghiêm túc với Việt Nam, sự phi cộng sản theo lời ông Cảnh Sảng. Các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ông nhấn mạnh, nước nào cố phủ nhận chủ quyền và tôi muốn nhắc nhở các bạn một phần nhỏ thôi, chắc chắn sẽ thất bại. Đó là cái việc nhà nước cộng sản Việt Nam phản đối bằng công hàm ấy, chẳng ích gì cả các bạn ạ. Bề ngoài có vẻ rất anh hùng hơn các lần khác, đúng không? Các lần khác thì cầm như hến, cầm tin luôn. Như lần này có dám nói đấy là gì ạ? Đấy nhờ cái lời cầu nguyện của các bạn ạ. Bởi vì những cái người đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày dám đứng lên nói lẽ thật tới việc sử dụng võ lực, theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông.
cái phản chiếu nhỏ đấy là cái nhà cầm quyền trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng dám nói cái điều gì đó, cũng dám nói cái nhà nước mà không gọi nước lạ nữa mà gọi là nhà nước có dám gọi là nước Trung Quốc, dám chống lại, dám nói là cái điều gì đấy. Khi mà con cái của Đức Chúa Trời đấy dám nói thẳng rằng cái kẻ mạnh sức đang cướp giết hủy diệt, đang chấn giữ trên đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta là quỷ cộng sản, đã nói cách rõ ràng như vậy, thì cái hình chiếu đây nó cũng sẽ chiếu ra là cái nhà nước cộng sản đấy cũng sẽ dám nói là cái kẻ thù đang bóc lột dân tộc Việt Nam chúng ta là Trung Quốc, cũng dám nói dạng như thế. Đấy chỉ một phần thôi, ok. Kể cả là nhà nước cộng sản Việt Nam họ chẳng có ích gì trong việc làm cái việc mà họ đưa ra công hàm, nó chẳng có cái gì cả. Bao nhiêu lần đưa công hàm có gì đâu, quan ngại chẳng có cái chuyện gì xảy ra cả các bạn ạ. Và Trung Quốc nó biết thừa rồi, nó biết thừa là chẳng có gì cả, nhưng cứ làm đi, làm cho xong việc, làm cho đúng quy trình đi các bạn ạ. Nhưng mà dù sao kể cả họ nói như vậy, họ đưa công hàm cũng nói thêm điều rất hy vọng của chúng ta, tức là có nói rằng trong cái nhà nước cộng sản bất nhân tính đấy các bạn ạ, vẫn có những con người vẫn còn lương tâm, vẫn có con người yêu nước và thương dân các bạn ạ, ok. Mà chúng ta biết rằng lãnh thổ, lãnh hải hay là không phận nào đấy, ngoài nhiều thứ khác là tài sản của quốc gia. Video đang phát rồi. Xin lỗi nha. Ok, nhưng mà video đang phát nhưng mà vẫn nói được đúng không? Vẫn nghe rõ chưa? Xin lỗi các bạn. Nhưng mà vẫn nghe rõ đúng không? Nhưng cái việc mà nhà nước cộng sản, lãnh thổ, lãnh hải không phận là tài sản của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng ta cần phải đòi lại các bạn ạ. Nhưng đòi bằng cách nào? Ok, bây giờ chúng ta nhìn xem. Thí dụ có hai bên đang cãi cọ nhau, đúng không? Bên này là gọi là nguyên đơn, đâm đơn để kiện cái bên này là bị đơn vì cái tội ác của cái bên bị đơn này, thì họ phải cần. Vẫn có tiếng ok chứ các bạn? Thì họ phải cần gì ạ? Họ phải cần có luật sư, đúng không? Luật sư để đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình trong các vụ kiện. Đấy, luật sư đấy. Các bạn hiểu chứ? Các bạn nhìn rõ điều này nhá. Tất nhiên có luật sư bảo chữa cho ai, cho bị đơn, đấy là chuyện của họ. Và thậm chí có cả bồi thẩm đoàn nào đó, có công tố viên, có các thẩm phán ở đâu đó để mà xét chuyện này. Nhưng phải đứng ra để đưa, để chuẩn bị tài liệu cũng như là đứng ra để đại diện cho bên kiện ấy, bên bị đơn ấy, bên nguyên đơn đấy, đấy là phải có luật sư bảo chữa, luật sư bảo vệ quyền lợi, đúng không? Các bạn hình dung rõ chưa? Ok, bây giờ cái bên nguyên đơn là dân Việt Nam đòi tài sản của mình, thí dụ ở trong trường hợp này là Biển Đông, là lãnh hải của mình. Bên bị đơn đây là Trung Cộng, được chưa các bạn? Đó, thì luật sư đóng cái vai trò bảo vệ quyền lợi của dân tộc Việt Nam ở trong trường hợp này là nhà nước cộng sản Việt Nam. Thì các bạn nhìn thấy cái gã luật sư này, thứ nhất trong thực tế là không có tính chính danh các bạn ạ, mặc dù bên ngoài có vẻ là có, nhưng trong cái thế tâm linh phi vật thể đấy thì không có. Thành ra cái lời nói của gã luật sư này là lời nói không trọng lượng các bạn ạ, không có trọng lượng, chỉ nói quan ngại không ai nghe cả. Dân nó biết thừa rồi, các thế giới biết thừa cái chuyện này và họ không thèm nghe. Và luật sư mà bảo vệ bên này là nhà nước cộng sản đấy, thì cái luật sư này lại là một thằng kẻ cướp các bạn ạ. Nó cướp bên nguyên đơn, nó đánh đập bên nguyên đơn, nó giết bên nguyên đơn, nó cướp tất cả các tài sản bên trong bên ngoài của bên nguyên đơn là nhân dân Việt Nam. Bạn thấy chưa? Tiếp theo, cái kẻ luật sư này, nhà nước cộng sản Việt Nam đấy, lại thông đồng với cái bên bị đơn là bên Trung Cộng, làm tay sai cho bên bị đơn là Trung Cộng này bao năm nay rồi. Thành thử là các đơn từ, các công hàm phản đối ABC gì đó của các luật sư bào chữa hay bảo vệ quyền lợi cho bên nguyên đơn là dân Việt Nam này đấy lên tòa thì cũng chỉ là hình thức thôi các bạn ạ, theo kịch bản mà có lợi cho cái bên bị đơn là Trung Cộng này. Vậy các bạn nhìn rõ chưa? Vì thế các bạn không thể hy vọng rằng nhà nước cộng sản ấy có thể làm được cái điều gì đó để có thể đòi lại các bản dốc, đòi lại các biển đảo của chúng ta đâu. Rồi ải năm qua đâu, không có đâu các bạn ạ. Cái giải pháp duy nhất để bạn có thể đòi được biển đảo, đòi lãnh thổ,
đó là bạn làm sao? Đuổi gã luật sư đi. Các bạn phải thay thế bằng luật sư khác. Bởi luật sư này luật sư là hai, luật sư này luật sư hai chồng các bạn ạ. Luật sư này hai mang. Có vẻ như bảo vệ quyền lợi cho dân Việt Nam, nhưng mà cũng là bảo làm tay sai chó săn cho bên Trung Cộng các bạn ạ. Cái luật sư này không thể nào giúp ích được cho bên nguyên đơn là dân tộc Việt Nam được. Vì thế tất cả các nỗ lực của dân, của cái luật sư này là nhà nước Cộng sản Việt Nam đấy, không thể làm được cái gì cả, không có trò chống gì cả. Vì thế các bạn tỉnh táo lại các bạn ạ. Các bạn có thể viết đủ thứ các loại là nó công hàm phản đối là ABC các thứ đấy. Các bạn có thể lấy ra các lập luận nào đó đủ các thứ trên trời dưới biển đấy để mà đòi là mang cái nhà nước, mang cái chuyện này lên kiện ở tòa án quốc tế như là Philippines đấy, để ABC đủ các thứ đấy các bạn ơi. Khi còn nhà nước Cộng sản, khi cái kẻ luật sư mà bảo vệ quyền lợi cho nhân dân Việt Nam trên vụ kiện quốc tế để đòi biển đảo đấy các bạn ạ, đòi đất liền biển đảo đấy, mà là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đấy, thì không bao giờ đòi được. Các bạn nhớ nhá, đây là nguyên tắc các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn rõ, tôi đã lấy cái thí dụ minh họa đấy để các bạn nhìn thấy rồi, đúng không? Là các bạn phải cần nhìn thấy, các bạn cần nhìn rõ rằng đảng Cộng sản Việt Nam ấy, đảng cướp giết hủy diệt bao năm nay rồi, thế giới chứng minh các bạn ạ. Và thực tiễn đã chứng minh điều đó, lịch sử chứng minh điều đó. Mọi việc đảng Cộng sản Việt Nam làm chỉ cướp giết hủy diệt và lừa dối thôi, lừa dân Việt Nam được bao nhiêu năm nay, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Là dân Việt Nam ấy, là dân Việt Nam rất tuyệt vời, những con người Việt Nam rất tuyệt vời, nhưng họ bị băng hoại, đạo đức lương tâm họ trở nên là không bao giờ lên giá cả, mọi thứ thì lên giá hết, tất cả vùn vụt, nhưng riêng lương tâm, đạo đức và mạng sống của con người, giá trị mạng sống con người tại Việt Nam ấy thì không bao giờ lên giá, chỉ có mất giá thôi, và thậm chí mất luôn thành giá số 0 luôn. Đấy chính là giá trị của đấy, thí dụ như bây giờ nhá, thí dụ bạn thấy chưa, thí dụ như trên diễn đàn này có một có mấy người, ví dụ như là Duy Anh Vũ này, rồi Nguyễn Công Chính, thấy chưa? Đấy là sản phẩm của nền giáo dục băng hoại Cộng sản đấy các bạn ạ. Họ mở mồm ra họ chỉ có chửi thôi, tức là họ không được dạy cái gì hơn cả. Đây chính là cái hệ quả của việc mà xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa của nhà nước Cộng sản bao nhiêu năm nay các bạn ạ. Đó, họ không biết cái gì cả, trong đầu họ là trong đầu họ không có từ gì cả, trong đầu họ không có một câu gì cả, trong đầu họ, tức là não của họ như là bị tẩy não sạch rồi. Họ là lập trình sẵn nhá. Là trong não của họ ấy, toàn là sự xu hế các bạn ạ, toàn là cái câu từ chửi bậy, thế thôi, không có gì hơn cả các bạn ạ. Và tất nhiên họ như vậy thì cái đời sống họ thật thê thảm, đúng không các bạn? Và chúng ta cần phải thương xót người này, không phải tức giận người đó đâu. Khi tôi thấy những cái dư luận viên họ chửi bới tôi đấy, tôi có thể khác người các bạn ạ, là tôi không giận họ, tôi yêu họ các bạn ạ. Bởi vì họ lại là động lực cho tôi đấy, để mau cho làm sao là tẩy rửa đất nước Việt Nam ta khỏi ảnh hưởng quỷ cộng sản, như là các nước thành trì cộng sản đã tẩy rửa quỷ cộng sản ra lãnh thổ của họ các bạn ạ. Bạn thấy chưa? Đấy, điều đó để thúc đẩy tôi là như vậy. Vì thế khi mà họ ném, họ chửi tôi đấy, đấy thì tôi càng yêu họ thêm, đúng. Bạn có anh vẫn nói rằng những cái dư luận viên này họ đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đấy, đúng thế các bạn ạ. Hồ Chí Minh là một cái đầu con thú, đầu thứ 8 của con thú, như là tôi đã chia sẻ các bạn về chuyện con thú 7 đầu 10 sừng đấy các bạn ạ. Và con thú là cái đầu thứ 8 đấy, cũng như ở Trung Hoa cũng thế, ở Việt Nam cũng y như vậy, và ở Liên Xô cũng y vậy như vậy luôn, để chúng bạn nhìn thấy rằng rõ ràng cái vị tổng bí thư thứ 7 này, con thứ đầu thứ 7 này, cái đầu cuối cùng các bạn ạ. Ok, như vậy cái giải pháp duy nhất để đòi biển đảo lãnh thổ là gì các bạn? Đuổi nhà nước Cộng sản, giải tán nhà nước Cộng sản các bạn ạ, hủy diệt nhà nước Cộng sản, hủy diệt Đảng Cộng sản, và giải phóng người Cộng sản để họ trở quay lại làm người, trở thành dân như chúng ta. Nhiệm vụ chúng đấy là cái điều duy nhất thôi, chỉ thể có làm một cái điều, đó sao các bạn? Như điều tôi đã nói rồi đấy, chỉ có thể là giải tán đất Cộng sản, thả tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ra, tiến hành bầu cử chính thức công khai dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, vậy thôi, và tiến hành vậy thôi. Chứ còn nếu mà Đảng Cộng sản khi nó còn trong nắm quyền, nhưng mà nó không còn nắm quyền bao lâu đâu các bạn ạ, bởi vì khôn ngoan không lại với trời mà, bởi vì trời hủy diệt Đức Chúa Trời đã kể đến rồi, gươm của Đức Giê-hô-va đã uống đủ trên trời này, nó xuống đến trên dân Cộng sản, nó xuống đến trên nhà nước của chế độ Cộng sản để làm sự đoán định, làm sự rùa xả mà Ngài đã định sẵn.
mà quỷ cộng sản đã bị diệt thế nào rồi, và nó sẽ bị diệt nữa. Nhân danh Jesus Christ, amen. Vì vậy các bạn em vui mừng lên, cộng sản nó không còn tồn tại bao lâu nữa, người cộng sản sẽ trở thành anh em của chúng ta, những người sẽ giải, họ sẽ giải phóng. Các bạn phải có cái thái độ này khác hẳn nhé các bạn nhé, không phải là chống người cộng sản mà phải yêu người cộng sản các bạn ạ, vì họ là nạn nhân, cũng y như những người nạn nhân bị bệnh, bị ma túy đá đấy các bạn ạ, bị ngáo đá các thứ đấy, chúng ta còn yêu họ. Những người nạn nhân trong các nhà bệnh viện tâm thần đấy đấy, chúng ta phải yêu thương họ, phải thương xót họ chứ, làm sao ghét họ được, làm sao có thể là đi hủy hoại họ được, mặc dù họ bị cái bệnh điên thì cũng vậy thôi. Cái người mà người cộng sản đấy, mà họ nói là họ người cộng sản đấy, thì họ đang bị nhiễm virus cộng sản, nhiễm quỷ cộng sản vậy thôi. Và cái việc chúng ta phải đuổi cái con virus cộng sản đấy, diệt cái con virus cộng sản đó để cứu người anh em của chúng ta ra, ok, để rõ ràng việc chúng ta rất rõ ràng, ok đấy. Và cái giải pháp mà tôi nói rõ các bạn đấy, giải pháp duy nhất để đòi biển đảo cho chúng ta đấy, tất nhiên còn nhiều nữa, nhưng cái phần quan trọng nhất đuổi cái gã luật sư là nhà nước cộng sản Việt Nam này ra, vậy thôi. Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để mà tiến hành đòi lại biển đảo, đòi các thứ. Chứ còn không, bây giờ mà đòi đánh nhau, không đánh nhau được các bạn ạ, không làm gì được. Cái nhà nước cộng sản khi nó còn đang nắm quyền ấy, thì không có chuyện đấy, nó sẽ làm tay sai luồn cúi, bỡ đỡ cho cộng sản Trung Hoa, không đếm xỉa gì đến quyền lợi của nhân dân Việt Nam đâu. Lịch sử đã chứng minh từ trước đến nay rồi, cái chuyện nó quá rõ ràng, rõ ràng muôn một như vậy rồi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta nói tiếp đến một chuyện về ngày trái đất. Thưa quý vị, ra đi. Đời vào ngày 22 tháng 4 năm 1970 tại Mỹ với 20 triệu người tham gia, ngày trái đất đã có những tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và tài nguyên. Ngày 22 tháng 4 năm 2009, ngày trái đất đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận. Và sau 11 năm, ngày trái đất năm 2020, chúng ta chứng kiến nhiều sự thay đổi, không chỉ về môi trường mà còn nhiều vấn đề khác của xã hội. Năm nay, có thể nói sự kiện ngày trái đất diễn ra một cách khá đặc biệt. Và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Bên cạnh đó, nó còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là những nước nghèo. Bên cạnh các biện pháp y tế, thì rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã thực hiện chính sách giãn cách xã hội bằng việc đề nghị người dân hạn chế ra ngoài đường và tiếp xúc xã hội. Và đây là một cách làm cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2. Cùng một lúc, phải giải quyết hai cuộc khủng hoảng là một điều hoàn toàn không hề dễ dàng đối với thế giới. Tuy nhiên, có một điều khiến tất cả chúng ta đều bất ngờ. Theo dữ liệu vệ tinh mới được Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố, trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, cũng là thời gian một số nước áp dụng biện pháp phong tỏa, mức độ ô nhiễm không khí từ NO2 tại ba thành phố châu Âu là Pháp, Tây Ban Nha, Ý đã giảm khoảng 40%. Đồng thời, lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực đang liền lại. Trung Quốc, Ấn Độ cũng có những ghi nhận tích cực về chất lượng không khí. Đáng chú ý, từ cái tên liên tục dẫn đầu trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất hành tinh, sau một thời gian thực hiện cách ly xã hội, thủ đô Hà Nội đã ghi nhận chỉ số AQI trung bình ngày cuối tháng 3 là 47, tốt cho sức khỏe con người. Nồng độ bụi mịn PM2.5 giảm gần 10 lần so với trước. Điều này cho thấy rằng tác động của con người đến môi trường là vô cùng lớn. Có lẽ một trong số ít những mặt có lợi của việc bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra là giảm ô nhiễm không khí trên toàn cầu, và đặc biệt là ở các khu vực có dân số dày đặc như Athens và các thành phố lớn khác. Sự thay đổi chưa từng có đến từ việc phong tỏa thành phố khiến cho không khí sạch hơn, được so sánh với cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đã trải qua trong thập kỷ qua. Nó cho thấy cách chúng ta sống, cách chúng ta gây ô nhiễm không khí và những gì chúng ta hít thở hàng ngày. Đây là bài học lớn cho con người để chúng ta có thể được sống trong một môi trường trong sạch hơn, ngay cả khi dịch bệnh hết. Trong ngày trái đất năm nay,
Mặc dù thế giới đang phải trải qua khủng hoảng về dịch bệnh, nhưng chúng ta vẫn có thể làm nên một sự khác biệt. Có thể nói rằng, việc bảo vệ hành tinh của chúng ta và phúc lợi của những người sống trên đó là những ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có những hành động, dù nhỏ hay lớn, để thay đổi cuộc sống, thay đổi thế giới của chúng ta, không phải một ngày mà là mãi mãi. Ok, chúng ta đã xem thấy đấy. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4, các bạn ạ, là ngày mà gọi là ngày trái đất. Rất tiếc là trái đất chỉ được nhớ đến một ngày trong 365 hoặc 366 ngày nếu kể năm nhuận. Trong đó tất cả còn lại thì chẳng nhớ đến. Và hành hạ đánh đập trái đất lại thê thảm luôn các bạn ơi. Nhưng các bạn phải biết rằng cái ngày cái chuyện mà về thiên nhiên ấy, thì tôi đã nói các bạn trong bài giảng mà khoảng tháng trước rồi, là cái virus Trung Cộng này có phải là sự trả thù thiên nhiên hay không. Thì cũng đã nói đề cập về chuyện đó, và có đề cập đến cả nạn đói, 7 năm nạn đói sau 7 năm đói kém sau cái cơn virus Trung Cộng này nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy điều này. Ở hôm nay là ngày 22 tháng 4 mà chúng ta nhớ rằng là năm 1970, đấy, 22 tháng 4 năm 1970 là ngày trái đất người Mỹ đã nghĩ ra, đã gọi là sáng tạo ra cái ngày này, sáng lập ra ngày này, đúng không? Nhưng các bạn nhớ rằng là đúng 100 năm sau ngày sinh của Vladimir Lenin, các bạn ạ, Lenin là nhà độc tài khát máu cộng sản đồ tể nổi tiếng thế giới đấy. Ông ta sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870, tức 100 năm sau. Nhưng có cái gì nó trùng lặp ở đây các bạn ạ? Ở đây không đơn giản chỉ trái đất thôi. Mà bây giờ chúng ta xem Lenin là ai, chúng ta biết Lenin là ai rồi đúng không? Lenin ấy là được biết ấy là một học trò cực kỳ xuất sắc của Marx, các Marx. Các Marx sinh năm 1858, về cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, có thể nói như vậy. Học trò cực kỳ xuất sắc trong việc là tiến hành thực tập, tiến hành gọi là áp dụng chủ nghĩa cộng sản vào thực tế các bạn ạ. Và ông ấy đã thành công trong việc mà truyền bá được tư tưởng bệnh hoạn cộng sản ra khắp thế giới và tiêu diệt thế giới tan hoang ra sao. Và ngày nay cái tàn dư của cái làn sóng cộng sản, làn sóng virus đại dịch cộng sản đấy, nó vẫn còn tàn dư tại Trung Quốc và tại Việt Nam cũng như một số nước nhỏ khác nữa. Chúng ta biết đấy, ngay cả trong cái bài vừa rồi chúng ta vừa đọc vừa xem, cái sự tàn phá môi trường khủng khiếp nhất đấy không phải là thiên tai các bạn ạ, mà nhân tai. Tại sao như vậy? Bởi vì trái đất đấy là vật thể sống động các bạn ạ. Trái đất, bạn đừng tưởng trái đất nó không biết nghe, không biết nói đâu. Trái đất biết thở đấy, biết ạ, biết cảm nhận đấy, biết cười, biết nói đấy các bạn ơi. Trái đất, thiên nhiên đấy, khi nói trái đất nói thiên nhiên đấy các bạn ạ, bao bọc xung quanh trái đất này là nói chung là thế gian. Để chúng ta nhìn thấy trái đất ấy, nó là một thể sống nên nó biết tự bảo vệ bản thân mình. Nó chỉ nổi lên làm cuộc cách mạng khi các chủ nhân của nó đấy là con người bóc lột trái nhận, bóc lột thiên nhiên quá tàn nhẫn. Mà trong Kinh Thánh các bạn biết không, là sau mỗi 7 năm, sau mỗi 6 năm thì năm thứ 7 đấy là trái đất cần phải nghỉ. Đất cần phải nghỉ, không được gieo trồng gì đấy, nó phải tự sinh sản thôi, còn không được khai thác, không được làm bậy nó. Tức là một thế kỷ đấy thì cần phải đến 14 đến 15 năm các bạn ạ. Tức là 14 lần để trái đất được nghỉ, tức là 15 năm, tổng cộng là 15 năm trái đất cần phải nghỉ ngơi. Thế nhưng con người đã bóc lột một cách tàn nhẫn các bạn ạ. Chúng ta nhìn thấy đất bắt đầu từ cái thế kỷ 20 là bắt đầu bị khai thác kiệt quệ nhất, và từ đó trở đi đấy thiên tai là khủng khiếp nhất các bạn ạ. Chúng ta tưởng thiên tai thì ta nhân tai, khủng khiếp nhất từ sau thế chiến thứ hai, từ ở trong thế kỷ 20 trở lại. Con người thì khai thác một cách bừa bãi, khai thác để mà vì lòng tham của họ, cái lòng tham ích kỷ của họ, để mà chất cho đầy kho. Họ chất sản phẩm của mình ấy, sản phẩm đủ các loại cho mình đầy kho. Và thế kỷ 20 chúng ta đã sống rồi, nó chứng kiến cái cuộc gọi là đại khủng hoảng hay còn đại suy thoái. Nó diễn ra ở năm 1929 và nó lấn đầu sang tận năm 1940 các bạn ạ. Tức là 12, 13 năm gì đấy các bạn ơi. Tức là để đòi lại, trái đất nó đòi lại 14 năm sa mạc. Nó nhìn thấy là con người đang bóc lột nó. Nó biết trước con người bóc lột nó, nên nó đi trước 40 năm sa mạc, nó đòi lại 40 năm đấy. Để con người phải như thế nào? Và cái đại khủng hoảng nó bắt đầu từ Hoa Kỳ, rồi nó đang rộng ra khắp châu Âu, từ khắp thế giới nữa.
và thậm chí có nhiều cái sản phẩm đấy, đặc biệt là lương thực bị tiêu hủy đi. Vì sao? Khủng hoảng thừa để mà các nhà tư bản giữ giá, trong đó thì bao nhiêu quốc gia, hàng triệu người chết đói. Cái cuộc khủng hoảng này nó cũng là người ta gọi là đêm trước của thế chiến thứ hai đấy. Nên sau khủng hoảng lại còn chiến tranh. Sau khủng hoảng sẽ có đói kém. Vì thế mà sau cái cơn virus Trung Cộng này sẽ có nạn đói kém các bạn ạ. Các bạn phải nhớ điều này để chuẩn bị chúng ta. Và tôi đã cảnh cáo các bạn trong cái bài giảng khoảng tháng trước rồi, là về cái 7 năm đói kém sau virus Trung Cộng này. Nên các bạn chuẩn bị tinh thần đi. Và các bạn phải giữ lòng thế nào, giữ mình thế nào để mà có thể sống được qua cái thời đại này. Mà không những thế, nghênh chiến còn chiến thắng nữa cơ. Và thật là trớ trêu, đúng không? 22 tháng 4 năm 1870 thì một nhà khủng bố đồ tể thế giới, tội đồ của nhân loại đã xuất hiện và làm một cuộc thảm sát hành tinh bằng cái tư duy là virus cộng sản lan truyền khắp thế giới và tiêu diệt nhân loại chỉ riêng quốc gia của ông ấy thôi. Cái tư tưởng cộng sản đấy đã giết được 156 triệu người. Hơn 50 triệu người bị giết dưới tay cộng sản, đó là những tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Đấy là một con số để chúng ta nhìn thấy nó kinh hoàng thế nào. Còn cái virus Trung Cộng này nó chẳng là cái thá gì cả các bạn ạ. Đến ngày hôm nay đấy, mặc dù đến hơn 2 triệu rưỡi người, mà thôi con số này còn càng tăng cao nữa, rồi sẽ còn tăng cao nữa. Nhưng mà nó chỉ dừng lại thì nó vẫn còn quá thấp, nó còn đi quá xa, nó còn quá xa vời so với con số mà virus Trung Cộng này, virus cộng sản đã lan ra. Và cái ngày 2 tháng 4 đấy lại cũng là một ngày là gì ạ, nói về trái đất, để mà chúng ta biết rằng có kẻ hủy diệt thì cũng nhắc lại có người gây dựng các bạn ạ. Chúng ta phải nhớ đến cái đấng gây dựng, đấng đã ban chúng ta sự sống đó, đấng ban chúng ta thuê cái đời sống trên đất này ra sao. Chúa Giêsu đến thế gian ấy, Kinh Thánh nói rõ ràng ấy, Ngài không phải chết vì tội lỗi của con người chúng ta thôi đâu, mà còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Tức là thế gian đây là cả đất, cả các lĩnh vực trong thế giới loài người các bạn ạ. Vì thế nếu con người chúng ta ấy, mà chỉ có cứu cái linh hồn của mình không thôi đấy, chưa đủ. Ở nhiều hội thánh ấy, họ sai lầm vì họ không hiểu lời Chúa Trời, vì họ hoặc họ chưa sinh lại bởi Thánh Linh Chúa, hoặc được sinh lại bởi Thánh Linh Chúa rồi nhưng họ vẫn trong giai đoạn con đỏ thuộc linh còn nhỏ, nên họ chưa nhận biết được ý Cha là thế nào cả, nên họ không hiểu được rằng ý Cha khi Chúa Giêsu đến thế gian để chết đấy, không chỉ chết cho con người thôi đâu, nhưng Kinh Thánh nói rõ là Ngài chết cho cả thế gian nữa. Trong thư thứ nhất của Giăng đoạn 1 các bạn ạ, Chúa Giêsu đến ấy để chết không vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà chết cả về tội lỗi của cả thế gian nữa. Thế gian đây không phải là những tất cả con người đâu, mà thế gian là tất cả các lĩnh vực trong đời sống con người. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều với các bạn, lĩnh vực về tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, quốc phòng các bạn ạ, quân sự, đủ đủ các thứ nữa. Tất cả các lĩnh vực nào con người có thể hình dung tưởng tượng nổi, tất cả các lĩnh vực nào trong đời sống con người thì cần phải được vực dậy, được cứu các bạn ạ. Và trái đất này cũng được cứu, nó được cứu trước khi nó chết và được sống lại các bạn ạ. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm một cái trời mới với đất mới để làm cho nó được sống lại. Bởi vì những người và những kẻ nào mà chết mà không được cứu đấy thì sẽ bị diệt đời đời. Thế nhưng trái đất này, trời mới, đất mới có được là mới lại đấy các bạn. Đấy là nói là sự sống lại đấy các bạn ạ. Sự phục sinh Chúa Giêsu đấy. Sự phục sinh Chúa Giêsu nói không chỉ là sự sống lại của con người chúng ta khi tin Ngài thôi đâu, mà sự phục sinh của Chúa còn nói cả về sự phục sinh của trái đất các bạn ạ. Trái đất sẽ được sống lại nhưng dưới hình thức khác, dưới thể chất khác. Và trong Kinh Thánh nói về điều đó, cả cái bầu trời xung quanh chúng ta là thế gian ấy cũng được sống lại bằng cái thể chất khác. Đó là trời mới. Cái đất đấy thể chất khác, đó là đất mới mà Kinh Thánh đã khẳng định. Vì thế chúng ta cần phải mở rõ cái điều ra. Cái điều này là thần học truyền thống cực kỳ là thiếu sót và sai lệch các bạn ạ. Thiếu khủng khiếp, khiến cho dân của Đức Chúa Trời họ bị tước đi dân Đức Chúa Trời những gọi là tài nguyên, những vũ khí thuộc dạng hàng khủng để mà có thể là cai trị thế gian này, để có thể giống Chúa mà cai trị thế gian. Vì trong giáo lý Đức Trời mà chúng tôi được dạy dỗ đấy, và chúng tôi cũng đã chia sẻ đấy, là giáo lý cực kỳ mạnh mẽ các bạn ạ, giáo lý đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là con người được sinh ra để giống Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của mình, để mà cai trị muôn vật. Ngay từ lúc đầu khi tôi vừa tin Chúa, tôi đã được học cái điều đó rồi. Vừa tin Chúa ngay lập tức 3 ngày, gọi là 3 ngày gặp gỡ với Đức Chúa Trời, mỗi ngày khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mà trong cái 3 ngày đó thôi, mà tôi chỉ có 2 ngày thôi, 3 ngày đấy thôi, họ nhồi cho một lượng thông tin bằng cả năm học, gần 1 năm học gọi là thần học bình thường. Tức 3 ngày đầu cho một người mới tin Chúa các bạn nhé,
tôi mới chỉ đến 2 ngày đầu tiên thôi mà tôi đã thấy là hơn nửa năm các thông tin, các tinh hoa thông tin của thần học bình thường rồi. Và sau đó còn các cái khóa học khác của Hội Thánh Đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc chúng tôi nữa. Và để cho con người biết rằng là chúng ta được dựng lên để giống Chúa mà khai muôn vật. Vậy thôi, và không có cách khác. Không có cách khác các bạn ạ. Số phận chúng ta không chấp nhận số phận khác. Không chấp nhận số phận nào khác cả. Chỉ có giống Đức Chúa Trời để khai trị muôn vật. Xong. Vì thế mà ngày hôm nay Hội Thánh cứ dạy toàn chuyện ở đâu ấy, cái toàn chuyện vớ vẩn đâu đấy. Toàn chuyện rất là yếu đuối. Chuyện đi đánh đập đuôi quỷ nó chuyện giặt vặt vãi, chuyện đã giống Chúa cai trị thế giới thì cái chuyện đuôi quỷ đó chuyện đương nhiên các bạn ạ. Nó không phải trọng tâm của chúng ta. Nhà Chúa Giêsu đã khẳng định chuyện đó rồi. Phải tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Ok, và bây giờ chúng ta sang cái phần mà quan trọng nhất của các bài học, đó là phần gọi thách thức làm cách mạng các bạn ạ. Thách thức phục hưng, thách thức làm cách mạng. Trên cơ sở lời Chúa mà được bày tỏ ra và được đúc kết khá nhiều trong cuốn sách này, cuốn sách Phục Hưng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến niềm say mê nước trời. Ở trong sách Matthew đoạn 6 câu 9 câu 10 có nói về chuyện gì đấy? Về say mê nước trời các bạn ạ. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì cho nước trời nếu chúng ta không niềm say mê nước trời. Và chẳng thể say mê nước trời nếu không biết được bản chất nước trời là cái gì cả. Và ngày hôm nay nhiều lãnh đạo Hội Thánh không giải nghĩa được thế nào là nước trời các bạn ạ. Mặc dù họ có thể có trường thần học nào đó, họ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ không biết khái niệm nước trời các bạn ạ. Rất tiếc là như vậy. Đó là thực tế rất là đau xót. Tôi không nói tất cả các mục sư lãnh đạo đều như thế, nhưng đa số, đại đa số các lãnh đạo là như vậy. Vì thế các bài giảng họ đấy, nó chỉ toàn là toàn dưới đất thôi các bạn ạ. Nó toàn là lửng lơ dưới đất, lên trời thì lên một cái bầu trời một tí thôi. Nó không tận lên trên các tầng trời các bạn ạ. Ở lên các tầng trời thứ ba để đưa xuống. Nó toàn là cái kiến thức và cái tri thức thấp kém ở phía đất này thôi. Mặc dù nói là từ nước trời nhưng mà nó quá thấp. Và cái tư tưởng đó đấy thì chúng ta sẽ không thể nào lãnh đạo được các bạn ạ. Không thể thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Trời, thực hiện sứ mạng tiền định mà Đức Chúa Trời dành chúng ta là giống Ngài để lãnh đạo thế giới. Các con cái của tôi, tất cả những người là học trò tôi khi đến với Chúa, tôi đều phải hướng dẫn họ đấy. Họ được dựng lên để giống Chúa mà lãnh đạo thế giới, lãnh đạo hoàn cảnh. Nhưng muốn thế nào để giống Chúa, lãnh đạo hoàn cảnh thế nào đấy thì phải học những bài học nào đã, để tập luyện như nào đã. Chúng ta nhớ câu Kinh Thánh Matthew đoạn 6 còn nhớ không các bạn? Khi mà môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu cầu nguyện thế nào thì Chúa Giêsu đã dạy họ cầu nguyện về say mê nước Đức Chúa Trời ra sao. Chúa nói rằng các ngươi hãy cầu như vậy: lại Cha chúng con trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha nên ở đất như trời. Đấy, cái bài kinh mà chúng ta gọi là bài kinh Lại Cha đấy, hay là nhiều lúc mà chúng ta gọi là cầu nguyện chung đấy. Chúng ta cầu nguyện như con vẹt đấy. Ôi tôi thật là đau xót vì tại sao đấy, phải ăn năn Chúa tại sao Chúa ơi. Nhiều khi chúng con cầu nguyện bài cầu nguyện chung, nhiều em chúng con cầu nguyện chung nhưng cầu nguyện như con vẹt, cầu nguyện như con vẹt Chúa ạ, cầu nguyện không khác con vẹt cả. Chỉ có khác cái là chúng con là con người thôi, nhưng bên trong nó chung có gì con vẹt cả. Mà trong đây là trong cái bài cầu nguyện này, cái lời cầu nguyện Chúa dạy đây, nó là bản chất của bao nhiêu sự cầu nguyện khác các bạn ơi. Nên Chúa gọi chúng ta là trung thành với công vụ nước trời. Ở trong thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 15 đấy, trung thành nước trời các bạn ạ. Mà trung thành nước trời có nghĩa là trở nên tuyệt đối và hoàn toàn chúng ta bị nuốt, có động cơ và được lãnh đạo bởi những gọi là mục đích, giá trị, nguyên tắc của nước trời các bạn ạ. Tức là chúng ta trung thành nước trời, tức là chúng ta bị, người ta gọi là chúng ta bị ám bởi nước trời. Các bạn biết cái người bị quỷ ám nhá, quỷ cộng sản ám này, quỷ ma túy ám này, quỷ gì gì đấy nó ám đấy. Đấy, như thế nào, họ suốt ngày họ nghĩ chuyện đấy thôi. Thí dụ cái người bị quỷ tà dâm ám đấy thì trong đầu óc họ lúc nào chỉ nghĩ chuyện tà dâm thôi, nhìn đâu cũng chỉ muốn tà dâm thôi. Và ngày mà chúng ta nhìn thấy, thí dụ như chúng ta thấy có một cậu ở Sài Gòn đấy, cậu mà mặc áo công nghệ mà làm chuyện tà dâm với cái cô gái tội nghiệp, cái cô mà bị bệnh thiểu năng hoang tưởng đấy mà đi lang thang đấy, đấy cái cậu bị tà dâm đấy, cậu bị quỷ ám thế nào đến nỗi lúc nào cậu nhìn thấy, mặc dù cậu ấy thanh niên đẹp trai thế này thôi vẫn còn trẻ trung, thế mà không biết làm gì cả mới đi ra tóm cái cô gái đi lang thang, quần áo thì bê bết bẩn thỉu kinh hoàng, không bao giờ tắm, chả biết những cái buổi cuối cùng cô ấy tắm rửa lúc nào. Thật đáng thương con người đó. Khi tôi xem đấy tôi thương con người đó, làm sao để thay đổi cái đất nước xã hội này ấy, để mà có thể cứu giúp những người cơ nhỡ thế này, những người thấp cổ bé họ mà không ai chăm sóc họ ra sao.
Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái điểm này, cái anh thanh niên sạch sẽ đẹp trai thế này, nhưng sẵn sàng này có thể là đi hiếp dâm một cái cô gái như vậy các bạn ạ. Bất chấp cô gái đấy, chả biết cô có bệnh tật gì không. Nhưng anh ta khi mà bị quỷ ám đấy, các bạn, quỷ tà dâm ám đấy, thì anh ta bất chấp hết tất cả. Anh ta lao vào cái chuyện đó, bất chấp nó bẩn thế nào anh ta vẫn cứ làm. Đấy, đấy là cái chuyện mà bị ám ảnh đấy các bạn ạ. Ám ảnh đấy, cũng như quỷ cộng sản ám ảnh cái đó, thì người ta bằng mọi sự cứ bằng một cách cướp rất hủy diệt, tức là theo hệ thống giá trị của cái thần mà ám phải cái người đấy, các bạn hiểu không? Cái thần mà ám người ấy là ai thì nó sẽ thể hiện cái bản chất của cái thần đó. Thí dụ cái thần ám người đó là cộng sản thì thể hiện bản chất của cái người đó, thể hiện của thần đó là gì? Cướp, giết, hủy diệt, dối trá. Còn nếu cái thần mà ám vào chúng ta là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Con, là Đức Thánh Linh thì sao? Thì tuyệt vời. Thì tất cả những giá trị của Ngài đấy, bản chất của Ngài là thánh khiết, công bình, yêu thương, khôn ngoan, vân vân, rất nhiều giá trị khác. Đấy, nó bày tỏ ra các bạn ạ. Nên trung thành Đức Trời đấy có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là bạn phải hoàn toàn bị nuốt, bị ám ảnh. Các động cơ trong lòng bạn ấy, bạn làm vì nước Đức Chúa Trời. Bạn lập trình thì đó, ngày bạn vừa mở mắt ra đấy, bạn được lập trình sẵn trong lòng rồi, để làm gì cho nước Đức Chúa Trời đây. Tôi làm gì cho trời đây, cho vua trời đây, và cho những cái giá trị của nước trời đây. Đó, trung thành Đức Trời. Và cụ thể là thế này. Thứ nhất là bạn phải bắt mình tuân phục ý khác của Đấng Christ, không phải ý mình. Nên vì vậy bạn phải scan, điều tra trong ý tưởng của mình và hành vi của mình theo Đức Thánh Linh là sao. Vì vậy các bạn cần phải làm sao? Sinh lại Đức Thánh Linh và biết nhạy bén Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh phán thế nào? Chúa Thánh Linh phán thế nào? Có một số bài học như trường ISOM hay là một số bài học đấy, nó chỉ đưa ra một số khái niệm rất nhỏ, rất hời hợt về chuyện nghe tiếng Chúa thôi. Nhưng nó cũng gọi là cơ bản, nó thuộc dạng là nền tảng, nó thuộc dạng là sơ học tin lành thôi. Nhưng còn nhiều cách khác để có thể nghe tiếng Thánh Linh một cách sâu nhiệm hơn. Trong tất cả mọi hoàn cảnh bạn có thể nghe được, các bạn ạ. Bạn nghe tiếng Chúa Thánh Linh phán cả qua kẻ thù của bạn, phán cả qua những nan đề, thử thách, bắt bớ, khó khăn. Ở trong tất cả mọi chỗ, mọi nơi bạn đều có thể nghe tiếng Chúa. Vì lời Chúa nói rồi, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ tỏ cho con các nẻo. Là như vậy đấy. Chúng ta chỉ cần nhận biết Đức Chúa Trời ở trong bất kể hoàn cảnh nào, chuyện thì chúng ta nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì, nghĩ thấy cái gì, cảm nhận thấy cái gì, sờ thấy cái gì, đứng ở chỗ nào, bất kể làm cái gì, chúng ta đấy, chúng ta nhận biết Chúa ở trong đó. Chúa ở đâu, Chúa làm như thế nào, Chúa làm cái gì ở đó, thì lập tức Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chúng ta cái đường lối của Ngài mà chúng ta cần phải đi. Nên đây là cái nghệ thuật đồng đi với Đức Chúa Trời các bạn ạ, để sao chúng ta có thể biết được đường lối của Chúa, biết được cái trí tuệ của Đức Chúa Trời, biết được trong đáy lòng của Đức Chúa Trời Ngài muốn cái điều gì. Và khi biết cách thức Ngài làm đấy các bạn ạ, thì chuyện xảy ra chúng ta sẽ biết Ngài sẽ làm thế này. Và chúng ta không phải mất thời gian để ngồi cầu nguyện nài xin như thế nào nữa các bạn ạ. Và ngày hôm nay đấy, có đến 85-90% các lời cầu nguyện cơ đốc nhân là vô tích sự các bạn ạ. Bởi vì họ cầu nguyện cái điều mà Chúa đã cho họ rồi. Họ không nhận biết được ý muốn Đức Chúa Trời, nên họ cứ cầu, họ cứ tốn thời gian để ngồi đến mà cầu xin, thay vì đi để mà cai trị, thay vì cái thời gian cầu nguyện đấy, họ làm việc với tính cách của mình. Họ trau dồi cái con người bên trong của mình theo ý của Chúa để họ thực hiện, thì họ lại cứ ngồi mà kiêng ăn cầu nguyện và vất đi rất nhiều năng lực thời gian trong chuyện đó. Ở đây tôi không hề phản đối về cái chuyện năng lực sự cầu nguyện các bạn ạ, rất cần, rất quan trọng các bạn ạ. Nhưng nó chỉ có thể quan trọng, nó chỉ có thể là mạnh mẽ khi đối với người mà hiểu được sự cầu nguyện là cái gì các bạn ạ. Còn không chỉ là cầu nguyện ăn theo thôi. Các bạn đừng phí công trong cái lời tham gia những sự cầu nguyện, phí công, phí của, phí sức như vậy, phí, đặc biệt phí thời gian như vậy. Hãy dành thời gian cho việc ích lợi hơn để mà nhận biết Chúa Trời, vì đấy là bản chất sự sống đời đời. Ok. Thế điều thứ nhất đó là mình phải, các bạn phải scan, phải điều tra ý tưởng của mình. Mà các bạn, tôi đã sử dụng cái từ điều tra đấy các bạn ạ. Không biết bạn phải, bạn biết điều tra, bắt một cái, bắt quả tang ai đó xong điều tra, tức các bạn phải bới lông tìm vết đúng không? Phải tại sao, từ đâu ra thì truy ra một cái này liên quan cái này, cái này liên quan cái này, cái liên quan này, và bạn vẽ ra một cái bức tranh. Đấy, các đối tượng liên quan ra sao, các định luật liên quan thế nào, đấy, các quan hệ ra sao, rồi thời gian thế nào, các thời khóa biểu ra sao, lập trình ra sao trong cái sơ đồ đấy, để mà bạn nhìn thấy cái bức tranh của điều tra. Thì cũng vậy, thì cái ý tưởng của bạn ấy cũng cần điều tra, nó xuất hiện từ đâu ra, nó làm cái gì, cái gì liên quan nó, và như thế đấy các bạn có thể cắt được, chỉ đạo được nó bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ có cầu nguyện là xong. Nếu thế các bạn tốn thời gian rất nhiều các bạn ạ, và đặc biệt rất nguy hiểm, đó các bạn sẽ không bao giờ khôn ngoan được. Nên các bạn cần phải bắt mình tuân phục ý Chúa, là ý của Chúa Jesus Christ đấy, bằng cách là điều tra cái ý tưởng trong mình,
và điều tra ý tưởng hành vi của mình theo Chúa Thánh Linh. Thứ hai là dâng đời sống của mình cho sự truyền bá các giá trị nước trời, cho dù bạn phải trả giá đến mức độ nào nữa, bị chết, bị giết thế nào chăng nữa, bạn phải trả giá. Khi chúng ta nhìn thấy cái cậu thanh niên đấy, bất chấp cái giá, có thể cậu bị nhiễm bệnh nếu cậu ấy hiếp dâm cái cô gái thiểu năng đó. Cô ấy bẩn như vậy, không vệ sinh như vậy về phần xác, chưa kể về phần hồn nữa, là có thể bị quỷ ám nào đó, và cậu có thể bị ăn đòn, nhưng cậu vẫn cứ lao vào để làm tiếp, để trả giá. Chỉ đến khi mà hành vi của cậu bị stop lại bởi vì có người đi qua và ngăn cản chuyện đó thôi, để cậu bừng tỉnh lại thôi. Nên vì thế chúng ta cần phải trả giá các bạn ạ. Trả giá cho cái việc mà dâng đời sống của mình, cho cái việc không phải truyền bá lung tung về chuyện tin lành, cứu rỗi thôi đâu, mà các bạn phải truyền bá các giá trị nước Đức Chúa Trời các bạn ạ. Giá trị của vương quốc Đức Chúa Trời, mà chúng ta là công dân của vương quốc đó. Đấy, đấy cái điều quan trọng các bạn ạ. Không phải kể câu chuyện về Kinh Thánh, kể lể câu chuyện nào đó, cũng như rất nhiều các buổi giáng sinh phục sinh đấy, tôi nghe thấy các mục sư giáo sư toàn giảng kể câu chuyện lịch sử về cái chuyện Chúa Giêsu sống ra sao, rồi chứng minh rằng Chúa Giêsu đã sống lại, mất thời gian. Cái chuyện đấy là chuyện cho người chưa tin Chúa thì cần chứng minh, hơi đâu mà tốn thời gian làm như vậy. Cái chuyện đấy là chuyện quá hiển nhiên rồi. Cái chuyện đấy hiển nhiên hơn cả cái chuyện rằng là không khí ở trước mặt chúng ta sống bằng, thở bằng oxy nữa. Nó quá hiển nhiên. Điểm thứ ba là chúng ta làm việc khẳng định nước trời trên đất. Đấy, tức là chúng ta lao động, chúng ta làm việc không phải cho cái bụng của mình, không phải để cho cái danh tiếng của mình, không phải cho gia đình của mình, mà gia đình của mình là phần trong nước trời. Nhưng chúng ta làm việc, cái mục đích là khẳng định nước trời trên đất. Các bạn biết chưa? Các bạn làm công ty, các bạn đã từng thế nào tự khẳng định nước trời trên đất. Thí dụ các bạn muốn chiếm lĩnh cái đích đời đó, các bạn muốn làm thống soái ở trong đó, vì các bạn muốn đưa công ty của bạn ấy trở thành công ty là đứng đầu, chiếm cái thương hiệu hàng đầu trong đất nước, quốc gia của bạn. Thí dụ tương tự như vậy đấy, để khẳng định cái công ty đó ở trên quốc gia mình, thì để cho bạn so sánh ví von như vậy, để khi bạn làm việc là khẳng định nước trời trên đất, để bạn làm thế nào đấy để vương quốc nước trời được khẳng định rõ ràng trên đất, để những giá trị nước trời được truyền bá, được tôn cao, được ca ngợi trên khắp đất ở mọi lĩnh vực các bạn ạ. Đấy là việc gọi là khẳng định nước trời trên khắp đất. Cái câu từ khẳng định nước trời trên khắp đất là nghĩa như vậy. Đất ở đây là những lĩnh vực nào đó trong đời sống con người, và cả trái đất thuộc thể nữa các bạn ạ. Bằng cái việc mà chúng ta bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên ấy, bằng không ấy, thì là thiên nhiên này nó sẽ nổi dậy, vì nó kêu cầu với Chúa rồi. Và Đức Chúa Trời sẽ phải giáng đến thời điểm đó, cho phép để tai nạn nó giáng xuống vì sự tàn diệt của con người trên thiên nhiên. Điểm thứ tư là bạn phải làm sự vận hành và truyền bá nước Đức Chúa Trời đấy trở thành đồ ăn, đồ uống, trở thành hơi thở, trở thành kho báu đời sống của bạn. Trong sách Giăng đoạn 4 câu 31 đến câu 38, bạn hiểu câu đó chứ? Bạn phải làm cái sự bạn vận hành nước trời, bạn truyền bá bờ cõi nước trời trở thành đồ ăn, đồ uống, đồ mặc của bạn, trở thành hơi thở của bạn. Bạn phải làm cái điều đó, phải trở thành như vậy. Đây mới là con cơ đốc thân nhân thực sự các bạn ạ. Kể cả họ có thể không không mặc cái quần áo giáo phẩm nào, tiến sĩ thần học hay là mục vụ gì đấy đâu, họ cơ đốc bình thường thôi, nhưng trước mặt Chúa Trời họ làm công việc lớn hơn rất nhiều lần so với những tiến sĩ giáo sư thần học mà chẳng làm lợi gì cho nước trời mấy, ngoài mấy câu chuyện để bắt nạt đứa trẻ con và rủ dê những người không hiểu biết vào trong giáo hội, giáo phái, hệ phái của mình để mà vặt lông họ. Đoạn 4 đây, từ câu 31 đến câu 38, tôi đọc cho bạn. Giăng đoạn 4. Xong lễ, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và làm trọn công việc của Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng: Còn 4 tháng nữa thì mùa gặt sao? Sau ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng.
sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài, mà rằng Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Đấy, cái chuyện cái người đàn bà Samari ở bên giếng Jacob, bạn nhớ chứ? Lời Chúa Giêsu ở đây, Chúa dạy chúng ta ấy, phải làm cái chuyện nó thành đồ ăn đồ uống của mình. Tức đây là cái đồ ăn của mình đấy các bạn ạ. Tôi nhiều khi tôi không hiểu, nhiều cơ đốc nhân họ coi cái đồ ăn đồ uống của họ là thức ăn thuộc thể thì họ cao trọng hơn. Họ sẵn sàng tốn nhiều thời gian để làm ra tiền của để mà cho để có thức ăn đấy. Nhưng các bạn ơi, bạn ăn xong ấy mấy tiếng sau nó cho hết vào sọt rác, nó cho hết vào toilet hết các bạn ạ. Thậm chí bạn còn chẳng nhớ bạn ăn cái gì nữa. Nhưng có cái mà có đời đời, đó là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là theo ý muốn của Cha. Bạn làm sao biến cái chuyện đó là thành đồ ăn nước uống của mình, thành hơi thở của mình, thành kho báu của bạn, thành đời sống của bạn. Đấy gọi là trung thành Đức Trời các bạn ạ. Và tiếp theo, điểm thứ 5, trung thành Đức Trời có nghĩa là bạn hoàn toàn bị nuốt bởi thân vị và tính cách của Chúa Giêsu Christ. Bạn hiểu chứ? Mời các bạn hãy xem cái loạt bài giảng trong cái chương trình tên là 10 phút cùng Đức Thánh Linh, mà cái phần tên là Chúa Giêsu Christ là ai, để các bạn biết rằng Chúa Giêsu Christ là ai, mà đa số các trường thần học đều không dạy về bản tính Chúa Giêsu như vậy các bạn ạ. Vì thế để mà biết được thế nào là Chúa Giêsu ấy, thì bạn để trung thành Đức Trời, bạn phải hoàn toàn bị nuốt bởi thân vị Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Christ là con người cũng là con trời. Để chúng ta biết được thế nào là con trời, thế nào là con người. Chúa Giêsu là Giêsu nhưng cũng là Christ nữa các bạn ạ. Giêsu là cái gì? Có nghĩa là gì? Là ta mà. Ta là chính trị gia, là thương gia, là khoa học gia, là tướng lĩnh, là sĩ quan, là giáo viên, là học sinh, là tất cả, là tất cả. Ta là tất cả, là tất cả. Con người giới hạn nhưng Chúa là tất cả. Là nước, là bánh, là sự sáng, là sự sống, là sự sống lại, là đường đi, là chân lý, là rất cả. Và cái danh sách đấy liệt kê đến đời đời mà không bao giờ dừng lại được các bạn ạ. Christ có nghĩa là gì? Christ là đứng sức giàu. Sức giàu để làm gì? Sức giàu để làm vua, làm thầy tế lễ, là tiên tri. Các bạn ạ, thấy chưa? Đấy, các bạn hiểu được bị nuốt bởi tính cách của Chúa Giêsu. Ngài là đứng Christ đó. Để các bạn biết các bạn phải là vua ở trong lĩnh vực bạn được gọi, chứ không phải luôn cúi làm nô lệ cho ai cả. Đặc biệt là trong tư duy của bạn, bạn phải biết là thầy tế lễ không phải là chỉ có kêu cầu Chúa cho ai hay cho mình thôi đâu, không phải chỉ là có đại diện cho quyền lợi của con người trước mặt Đức Chúa Trời thôi đâu, mà còn đại diện quyền lợi của Thiên Chúa trước mặt của loài người nữa. Nên các bạn phải cần hiểu được cái chức vị thầy tế lễ quan trọng hơn nhiều, cao trọng hơn nhiều so với cái gì mà các bạn đang được giảng giải một cách nông cạn hời hợt như vậy ở đâu đó. Và là tiên tri nữa các bạn ạ. Tiên tri không phải là cái ông thầy bói, ông đoán cái này thôi, cái kia. Như là ông, thí dụ như tôi nói trong ngày vừa qua, chú vẫn nói tiếp nhắc đến tên ông T.B. Joshua. Ông không phải tiên tri các bạn ạ. Chức vụ của ông đấy, tôi có thể thừa nhận đó chức vụ của thầy giảng tin lành. Thầy giảng đúng không? Của tin lành tôi chưa biết. Tiếp theo là chức vụ của mục sư, bởi ông có chăn bày. Còn có giả thật hay không, đấy là chuyện khác. Nhưng chức vụ tiên tri tôi không nhìn thấy ở đây. Bởi vì ông không có làm gì chức vụ tiên tri đây cả. Ông chỉ ra vài cái lời phán đoán nào đó, thế thôi. Nhưng không có sự giải đáp, không có sự giải thoát các bạn ạ. Mà tiên tri các bạn biết chức vụ tiên tri nó khác hẳn. Rất tiếc là nhiều bạn không được dạy dỗ trong năm chức vụ sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, giáo sư, mục sư là gì cả. Nên cứ nhìn thấy ai có làm gì đấy thì họ được sư tiên tri thì gọi tiên tri. Và vì thế mà tiên tri giả nó đầy khắp nơi luôn các bạn ạ. Các bạn vì các bạn không biết khái niệm này, nên vì thế các bạn không biết thế nào tiên tri, nên vì thế mà cái sự mà giả dối nó lẫn lộn với nhau, thật giả lẫn lộn với nhau. Vì thế mà nhiều cái câu gọi là tiên đoán ông là sai lầm, sai bét nhè luôn. Thậm chí cả những câu tiên đoán nào của ông ấy
nó chẳng có gì mang tính chất tiên đoán cả, bởi vì nó rất là dễ dàng. Bạn chỉ cần trí khôn của bạn cần bật lên thôi, các bạn đọc thông viết thạo, các bạn chịu khó trau dồi ý tưởng các bạn thôi, các bạn sẽ suy diễn ra, suy đoán ra điều đó được các bạn ạ. Rất đơn giản. Nên cái phần đấy nó không phải là gì ạ, nó không phải là tiên tri, nó không phải tiên độ tiên tri, các bạn hiểu không? Tiên tri của Chúa Trời là khác hẳn. Cái người mà tiên tri Chúa Trời là ra lời của Chúa Trời ấy, để khiến dân của Chúa Trời ấy là hướng về Ngài các bạn ạ, mang cái giá trị của Ngài đưa vào trong thế gian này. Các bạn xem các tiên tri trong Kinh Thánh là sao, như thế nào, họ đâu phải là cái ông thầy bói để đứng để đoán là cái này ngày mai, cái này ngày kia, cái này không phải như vậy. Mặc dù tôi có nhiều cái lời tiên tri đó được tung ra, nhưng tôi không phải là tiên tri các bạn ạ. Theo cái cách mà được gọi, tôi có chức vụ khác trong Đức Chúa Trời mà tôi biết, và tôi đang tập luyện trao dồi chức vụ đó để lúc nào mà Đức Chúa Trời gọi là bắt đầu chức vụ của mình. Tiếp theo là bạn cần phải biểu lộ cho thế gian và cho cả Satan nữa và các quỷ sứ của nó nữa rằng nước Đức Chúa Trời, vương quốc của Ngài này, là cao hơn và lớn hơn, mạnh hơn tất cả các kho báu trong thế gian này. Bạn phải bày tỏ điều đó. Trong sách Tăng đoạn 4 câu 4 cũng nói như vậy đấy. Thứ nhất là bạn cần phải bạn phải bày tỏ ra là tại vì là Đức Chúa chúng trong cái quyển đại mạng lệnh chúng ta đang dừng đâu nhỉ? Xin lỗi, chuyện là Barasakam. Chúng ta đang nói rằng chúng ta cần phải thể hiện trong thời gian này, thể hiện cho Satan biết rằng vương quốc của Đức Chúa Trời là cao hơn, lớn hơn, mạnh hơn tất cả kho báu trong thế gian. Chúng ta phải nhìn điều thấy điều đó, khẳng định điều đó ra. Vì phần chúng ta là không những chỉ giảng cho con người thôi đâu, mà còn phải giảng cho các bậc cầm quyền các nơi trên trời. Các bạn ạ, trong sách Ê-phê-sô nói như vậy. Chúng ta giảng cho các thiên sứ. Vì chúng ta giảng tiếng lành là cho vũ trụ các bạn ạ. Mà cho vũ trụ đấy, cho con người thì chúng ta chỉ giảng trong cái gọi là thế giới vật thể mà chúng ta nhìn thấy mắt thường thôi. Nhưng mà khi chúng ta giảng trong cõi vô hình ấy, cho vũ trụ đấy, cho các thiên sứ đấy, thậm chí các ma quỷ đấy, cho các bậc cầm quyền trong nơi không trung trên trời đấy, là chúng ta giảng trong cõi thần linh, trong cõi tâm linh các bạn ạ, để khẳng định rằng nước trời cao hơn, lớn hơn, mạnh hơn, đánh bại tất thảy mọi sự trong thời gian này. Và tiếp theo, cái người mà trung thành nước trời là cái người mà sống và họ được lãnh đạo bởi nguyên tắc cao hơn, ý tưởng cao hơn và nếp sống cao hơn các bạn ơi. Cái người cao sang đấy thì suy tưởng cao sang là làm sự cao sang mà. Cái người say mê nước trời thì mỗi ngày đấy là mong muốn của người đó lại làm gần lại cái bản chất bên trong của mình và các phẩm chất của mình đấy. Tức là các phẩm chất, cái người mà say mê nước trời đấy là mỗi ngày đấy, là các phẩm chất của mình bên trong đấy là mỗi ngày càng làm gần gần cái bản chất phẩm chất của Chúa Jesus Christ luôn. Bởi vua của nước trời là ai? Là Chúa Jesus Christ rồi. Vì thế tại sao Chúa nói là trước hết mọi sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đấy các bạn ạ. Và khi mà biểu lộ những cái giá trị nước trời ra bằng nếp sống của mình đấy, thì làm sao các bạn biết không? Chúng ta đã tước đi thế gian xung quanh cơ hội chúng ta bị chế giễu như những kẻ cuồng tín điên khùng các bạn ạ. Còn bây giờ khi mà chúng ta chưa thể hiện được quyền năng nước trời ra các bạn ạ, thì chúng ta chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Chúng ta chỉ để cho người khác chê cười như những nhà cuồng tín thôi. Thí dụ như ai đó họ không hiểu thế nào tiên tri, họ nghe thấy lời tiên tri của một ông tiên tri được xưng tiên tri nào đó 27 tháng 3 là hết luôn cả gì ạ, dịch virus Trung Cộng. Thế nhưng mà không, nó lại còn lên vù vù lên vũ bão luôn, lên ngược lại với cả cái lời của cái ông ấy nói luôn. Thành ra những người đó bị chế nhạo, bạn thấy chưa, trở thành kẻ cuồng tín. Mà thực sự nó như vậy. Nên vì thế chúng ta cần phải biểu lộ giá trị nước trời ra các bạn ạ. Mà giá trị nước trời nó không phải bằng mấy cái câu nói cửa miệng, mấy câu nói tiên đoán. Không, không, các bạn đừng coi thường nước trời nó rẻ miệng mặt như vậy các bạn ơi. Đừng làm vậy. Nước trời chúng ta không thể so sánh với công thầy bói nào đâu. Không phải đâu, quên đi, cái loại đó quá thấp. Mà phải bày tỏ giá trị nước trời ra bằng nếp sống của chúng ta các bạn ạ.
Thí dụ như người ta chửi bới chúng ta, và người ta đang chờ đợi là cái sự trả đũa chúng ta, là chúng ta chửi lại. Thì ngược lại họ không nhìn thấy điều đó các bạn ạ. Họ chỉ thấy chúng ta cứ chúc phước cho họ thôi. Đấy, cái điều đó để cho thế gian ấy nó hết cơ hội để chế giễu chúng ta, những kẻ cuồng tín các bạn ạ. Mà không những thế, những cái kiến thức của chúng ta, những công việc chúng ta, nó thể hiện rằng chúng ta ưu việt hơn cả những người đang chế giễu chúng ta nữa. Đây, đây mới là cái cơ hội đấy các bạn ạ, để cho những kẻ thế gian này nó không còn gì để chế nhạo chúng ta nữa. Chúng ta cần làm việc thế nào với bản thân mình, làm việc thế nào với công việc của mình đấy, để những công việc chúng ta trở nên xuất sắc nhất các bạn ạ. Thì lúc đó những kẻ thế giới chúng ta nó không có gì để cười, không có gì để chê nữa. Bởi chúng ta đặc biệt khi mà các bạn đang viết ấy, các dư luận viên ấy, họ càng chửi bao nhiêu ấy, thì hệ thống giá trị của họ nó càng thấp kém bấy nhiêu, càng bày tỏ rõ ra, các bạn thấy chưa? Nhưng nếu mà chúng ta lại cũng quay ra để chửi mắng với họ đấy, thì thôi, thì hóa ra chúng ta cũng bằng hạ thấp cái đẳng cấp chúng ta xuống làm đẳng cấp của của động vật mất, để mà cũng cãi cọ chửi bới nhau như vậy, thì thôi nó quá kém. Thế thì như vậy thì là hai bên chỉ có cãi nhau, và cãi nhau không bao giờ ngừng cả. Nhưng chúng ta cần phải có sự khôn ngoan đó để chấm dứt cái sự cãi cọ lại các bạn ạ. Và chúng ta làm sao phải là cái người mà đọc điều kiện các giá trị nước trời cho thời gian hư mất này. Chúng ta phải làm thế nào để làm được như vậy? Như trong Đại Bác Lệnh Chúa Giê-xu đấy, ở Thăm Mai thứ 28 đấy, là giao giảng tin lành nhân danh Chúa Cha Chúa Con Chúa Thánh Linh, làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều đó. Tuyệt vời chưa? Để chúng ta là người đọc các giá trị nước trời cho thế gian này, đọc điều kiện phải làm thế này đấy, chúng ta được gọi như vậy. Bằng nếp sống của mình đấy, chúng ta phải minh họa ra rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta tin cậy đấy, mà chúng ta tin một cái sống động đấy cao hơn sự ác, tình yêu thương cao hơn sự thù hận thù ghét, sự tha thứ đấy cao hơn sự trả thù các bạn ạ, sự thương xót đấy cao hơn mọi sự xét đoán, sự trung thực đấy cao hơn mọi sự dối trá, sự tin tưởng đấy cao hơn tất thảy mọi sự nghi vấn hay ngờ vực. Và chính là ở trong điều này là bản chất của sứ điệp thập tự giá đấy các bạn ạ. Thập tự giá đấy, trời người và người người các bạn ạ. Nên chúng ta phải đem cái điều răn của Chúa Trời ấy, điều răn tóm gọn lại tất cả luật pháp đều ra từ cái điều răn đấy, luật pháp và mọi lời tiên tri đấy các bạn nhớ đấy. Vì thế cái chức vụ tiên tri nó phải để ý chuyện này, hay bất kể cái luật pháp nào ra đấy cũng phải để ý chuyện này, là đó điều răn kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết linh hồn hết sức hết trí khôn và yêu người lân cận như mình. Mọi luật pháp và lời tiên tri đấy đều ra từ điều răn đó cả các bạn ạ. Nên nếu mà điều răn và tiên tri thực sự đấy thì sẽ ra từ điều răn đó để làm lại người đó gần người và gần trời hơn, chứ không phải gần những cái câu chuyện hoang đường. Ok các bạn. Tiếp theo, trái đất được dựng nên theo mô hình của nước trời. Ngày hôm nay ngày trái đất nên tôi nhắc lại các bạn điều đó. Cái thế gian chúng ta đang sống này, cái trái đất này được dựng theo mô hình nước trời, mà con người là chủ của trái đất đó, cũng như Đức Chúa Trời ấy, là chủ của tất cả tầng trời. Thì Ngài lập lên một cái mô típ nhỏ là trái đất để con người lãnh đạo trên đó như ông trời con. Và các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn thêm tí nữa ở trong cái bài giảng 10 phút cùng Thánh Linh mang tên là 20 luận điểm bức tranh toàn cảnh có sáng tạo, để có thể trả lời được tất cả câu hỏi thắc mắc mà nền học đương đại không thể giải thích nổi cho các bạn. Vì thế mà trái đất này nó cần được thực hiện chức năng phù hợp với các nguyên tắc giá trị nước trời. Trong Hebreo đoạn 4 câu 17, 26 thế ký đoạn 1 câu 26, 28 thứ nhất phía đoạn 2 câu 1 câu 2 nói rõ chuyện đó rồi. Và khi đời sống chúng ta ấy, như vậy thì điều đó đặc trưng cho những ai say mê nước trời, và chỉ ra rằng những giá trị thế gian này nó không là mãi mãi đâu, nhưng giá trị của nước trời ấy, đó là giá trị mãi mãi các bạn ạ. Cái giá trị nước trời ấy, dù sớm hay muộn thì một ngày kia sẽ tẩy trị đời đời, không những chỉ trên khắp trái đất này mà thôi đâu. Ok các bạn, vậy ngày hôm nay các bạn phải làm câu hỏi này cho mình. Bạn hãy phục hưng ý tưởng của mình đi, làm cách mạng trong lòng của mình đi. Thứ nhất là bạn hãy miêu tả những triệu chứng của bất kỳ niềm say mê nào khi bạn liên hệ cái niềm say mê đó của bạn với niềm say mê nước trời. Và bạn hãy tìm xem, bạn hãy truy xét xem, điều tra xem là cá nhân của bạn ấy say mê nước Đức Chúa Trời mạnh mẽ đến mức nào. Bạn cần phải làm điều này
chứ không phải nói là ơ chú ấy con yêu Chúa, chú ấy con yêu Chúa. Sau đó nhiều bạn không biết đấy, cứ thấy mọi người đến xong các bạn đánh giá bên ngoài, bạn ở người yêu Chúa, có người đọc kinh thánh nhiều, cầu nguyện nhiều, chăm chỉ đến nhà thờ, đến hội thánh cầu nguyện nhiều, làm việc thiện nhiều, là người yêu Chúa. Không phải các bạn ạ, đây chuyện không phải. Thí dụ ngay cả câu chuyện mà đại gia mà chúng ta vừa chiếu xem ngày hôm nay đấy, đại gia Đường Nhuệ đấy, họ làm say sư làm công việc thiện đấy, nhưng không phải là người thiện. Cái giá trị bên trong họ chưa phải như vậy, mặc dù họ sẽ là như vậy, Chúa sẽ cứu họ. Nên bạn cần vần làm điều này nhé, cần phải suy xét mình cái thực sự là bạn có say mê với nước trời không, thì đây mới là người yêu Chúa thực sự đấy các bạn ạ. Yêu Chúa thực sự nó không phải là cái người mà đọc kinh thánh cầu nguyện hàng ngày đâu, không phải, quên đi, đấy chuyện trẻ con. Bạn chỉ có dùng cái đấy để bịp những người không biết về Chúa, chưa gặp Chúa bao giờ thôi, thì mới có thể là lừa thôi. Mình đi đâu mà cầm cuốn kinh thánh này, hư này, đấy, có vẻ thế. Nhưng bạn nói kinh thánh nó ở ngoài, cái điều quan trọng là lời của Chúa phải nhập thể vào bạn. Để như lời Chúa nói đấy, là sao ạ? Ngôi lời trở nên xác thịt. Đó, điều như vậy. Và cái phận sự của tôi làm sao để lời Đức Chúa Trời, tôi đọc lời Chúa ra sao để tôi nhồi vào trong lòng của tôi, nhồi vào trong trí tuệ của tôi, để mà khi tôi nói ra cách tự nhiên, bởi vì điều đó nó từ trong lòng tôi thôi, nó từ trong trí của tôi mà ra thôi, tôi không phải đi lôi sách vở đâu ra nữa để mà đọc như là con vẹt đâu nữa, không cần như vậy. Vì đấy cách sống của mình, đó là nếp sống của mình rồi, nó ở trong với mình rồi, nó không thể mất được, nó ở trong mình rồi, mình không thể mất nó được, vì đấy là Đức Chúa Trời trong mình. Ok, thứ hai, bạn đã trả lời câu hỏi ở trong Răng đoạn 3 câu 31 đấy. Thì bạn hiểu thế nào đời sống mà trên nền tảng nó có khải tượng cao cả đặc trưng cho các cơ đốc nhân? Thế nào là đời sống mà có khải tượng cao cả đặc trưng cho cơ đốc nhân? Thế nào đời sống đấy? Chỗ nào là sự khác nhau giữa đời sống thế gian tầm thường và đời sống hoàn toàn tận hiến cho vương quốc của Đức Chúa Trời? Bạn cần phải hiểu được trên cái đoạn kinh thánh này khác nhau ở chỗ nào. Và câu hỏi thứ ba để cho bạn kiểm tra lại, đó là có thể chăng trái đất này và các hệ thống có ở trên trái đất đấy, nó có chống lại được sự hùng mạnh và các nguyên tắc nước trời không? Hôm nay ngày trái đất mà, bạn hãy xem nó có chống lại các nguyên tắc của nước trời không, hay thậm chí trái đất nó phải phục tùng dưới nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Bạn có thể làm được gì trong tuần này để củng cố cái thẩm quyền thuộc về trái đất? Bạn có thể làm gì trong tuần này để củng cố được thẩm quyền của nước trời trên khắp đất? Bạn hiểu chưa? Đấy, câu hỏi về nhà cho bạn. Cái bài này để mà rèn tập con người trong bề trong các bạn ạ. Bởi vì đấy, bạn phải nhớ rằng bạn muốn đấu tranh, muốn làm cách mạng để mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc chúng ta đấy. Nhưng bản thân trong con người chúng ta mà không có độc lập, không có tự do, không hạnh phúc đấy, thì làm sao có thể làm cách mạng cho dân tộc được các bạn ơi. Tất cả chuyện đó là chuyện phù du, chuyện giả dối, các bạn đã không thể được. Bạn muốn phấn đấu cho đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta được độc lập, tự do, hạnh phúc, hùng mạnh, thì con người bên trong bạn hùng mạnh đã các bạn ạ. Tôi nói con người bên trong nhé các bạn nhé. Bạn phải trả giá ra sao để người bên trong thực sự là độc lập. Tức bạn có chính kiến riêng của bạn, bạn phải là bạn, không phải là ai khác. Bạn độc lập, bạn phải trả lời trước bạn Chúa Trời về mọi quyết định, tự do, hành vi, lời nói của mình, chứ không phải là bắt chước ai đó. Thứ hai, bạn phải tự do. Bạn tự do khỏi ác tưởng, tự do khỏi dư luận xã hội, tự do khỏi ABC gì đó. Và bạn hạnh phúc thực sự. Bạn hạnh phúc khi bạn trong tù. Bạn hạnh phúc khi người ta kề súng và bắn bạn. Bạn hạnh phúc khi cả bị bệnh tật. Bạn hạnh phúc khi bạn bị người ta ruồng rẫy bạn. Đấy mà bạn vẫn hạnh phúc được, thì đấy mới là hạnh phúc thật các bạn ạ. Thì hạnh phúc mà khi mà bạn cái giá trị dưới đất đấy thì nó chẳng là cái gì cả, thì đấy không hạnh phúc. Mà bạn phải hạnh phúc thực sự ở trong cả những nan đề như vậy, bạn vẫn còn bình an, bạn vẫn còn vui mừng, tôi hạnh phúc đấy, thì đấy mới là hạnh phúc thực sự. Bạn hiểu tôi chứ? Đấy, chỉ khi bạn rèn tập cho mình cái chuyện này thôi, bạn thực sự độc lập, bạn thực sự là tự do, bạn thực sự là hạnh phúc, thì bạn mới có thể làm cuộc cách mạng để truyền giao cho người khác, để làm cho đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta được độc lập, tự do và hạnh phúc được. Vì vậy cuộc cách mạng mà tôi muốn chia sẻ các bạn để thách thức làm cách mạng đấy, nó mang tính chất khác, nó không giống cuộc cách mạng của các nhà lãnh đạo khác đang làm các bạn ạ. Họ chỉ nổi lên để lấy máu người khác,
uống máu người khác, trả thù bằng thù nọ thù kia thôi, và cứ chồng chất lên tội lỗi cứ chất chồng, và không bao giờ giải được nghiệp đấy, không bao giờ cắt được đi cái điều đó cả. Chỉ bằng tình yêu thương cắt bỏ tất cả hận thù, bằng cái giá trị nước trời đấy, mà giá trị đấy được khẳng định trong bạn trước đã, trong bản thân mình trước đã, thì mình mới làm một cách mạng ra phía ngoài được. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Chính thế tại sao mà tôi nói rằng trong bài giảng của tôi đấy, bài học của tôi đấy, nó đều mang tính chất giáo dục các bạn ạ. Nó không phải là thời sự để bạn nghe ngày hôm nay, mà nó mang ngày hôm nay, ngày mai, 1 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm nữa bạn vẫn còn nghe lại được. Bởi giá trị bất biến các bạn ạ. Đối với dân tộc Việt Nam có thể là 100 năm nữa nó vẫn là giá trị bất biến. Để cái điều này cần thiết cho đời sống của mình. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi. Và hôm nay chúng ta đã nói được cái điều gì nhỉ? Hôm nay chúng ta tóm tắt lại là chúng ta đã nói về thứ nhất là đường nhuệ cũng như các mafia xã hội đen loại nhỏ tép riu khác chỉ là con tốt của mafia cộng sản thôi, trong cuộc thanh trừng nội bộ với nhau thôi. Thứ hai là cách thức lấy lại Biển Đông ra sao, đó là cho đến chừng nào mà chúng ta chưa đuổi được cái kẻ gọi luật sư bảo vệ quyền lợi của chúng ta trên trường quốc tế, thì là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đấy, thì tất cả các nỗ lực để lấy Biển Đông, lấy lại đất liền là không thể được các bạn ạ. Tất cả chuẩn bị sẽ vứt sông vứt biển, bỏ hết dã tràng xe cắt Biển Đông hết, chỉ khi nào đuổi được cái kẻ luật sư đó, thay vào luật sư khác, tức là một nhà nước khác, một chính quyền khác chứ không phải tá quyền, thì lúc đó mới có hy vọng lấy được Biển Đông trên tất cả những nền văn minh của nhân loại bằng những công cụ đó. Và trong đó mà chúng ta có nói về thỉnh nguyện thư để lập lại cái Hiệp định Paris 1973. Thứ hai, ba là chúng ta nói về trái đất ngày hôm nay, để chúng ta liên tưởng rằng chúng ta có trách nhiệm với trái đất này. Chúng ta không chỉ trách nhiệm với con người, với chúng ta, với những con người là chủ nhân trái đất thôi đâu, mà chúng ta phải trách nhiệm với cả môi trường xung quanh chúng ta nữa. Và cái môi trường đó nó ảnh hưởng được rất nhiều bởi cái tư duy của chúng ta nữa các bạn ạ, bởi cái tâm linh thực sự của chúng ta nữa. Nó ra sao? Và cái ngày trái đất này nó cũng trùng hợp với cái ngày sinh của Lenin 100 năm sau. Điều đó để nói rằng đấy là Lenin là cái tội đồ của nhân loại. Chúng ta không kết án ông đấy nhá, Đức Chúa Trời đã kết án ông rồi. Nhưng mà hành động ông là tội đồ tể của nhân loại đấy. Ông đã gieo rắc cái tư tưởng cộng sản đấy để giết chóc hủy diệt thế giới, lừa dối thế giới bao nhiêu năm nay trên khắp thế giới. Thì ngày trái đất này nhớ lại cho chúng ta, để chúng ta diệt hết tất cả các tư tưởng tàn dư đó nó còn sót lại ở trên thế giới các bạn ạ, để bảo vệ trái đất này khỏi những cái ác tưởng của quỷ cộng sản cũng như các quỷ thần khác. Và điều thứ tư mà chúng ta nói quan trọng nhất, đó là thách thức làm phục hưng đời sống chúng ta để làm cách mạng thực sự, và nhấn mạnh về khái niệm rằng chúng ta cần phải được gì ạ, trung thành nước trời, trung thành với nước Đức Chúa Trời là sao, và chúng ta là công dân nước trời, chúng ta cần là có cách mạng cho vương quốc của Đức Chúa Trời để mà có độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam chúng ta, và chúng ta cần phải có độc lập tự do hạnh phúc cho chính bản thân mình trước, ở trong con người mình trước. Ok các bạn, và nguyện ơn của Thiên Chúa, sự thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài đầy ngập trên các bạn, trên gia đình các bạn khi bạn nghe video này. Chúa rất yêu các bạn, và chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi phát sóng lần sau. Tạm biệt các bạn nhé.